Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin vào tối thứ sau tuần để chúng ta cùng phân tích đánh giá lại tất cả kịch bản tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Sau đó Hùng Lê sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu mạnh và có một vài cái nhận định về xu hướng thị trường trong tuần tới. Thì tuần tới cũng là tuần cuối cùng của tháng 5 và khi mà Hùng Lê bắt đầu phân tích ở bản tin bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 thì rất nhiều những anh chị em có nhắn tin với Hùng Lê nói rằng là cái câu chuyện sell May, tức là trong tháng 5 thì thường là bán xuống, đúng không? Thường là bán xuống. Và cũng tại cái thời điểm mà chúng ta nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 thì rất nhiều các báo cáo của các công ty chứng khoán đều nói rằng thị trường của chúng ta suy yếu rồi, thị trường của chúng ta đang bước vào một cái một 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 cái chu chu trình của một cái sóng giảm của VN hợp đồng VN30F1M của quý đó. Nhưng chúng ta thấy rằng trên thực tế thì đến thời điểm hiện tại đã đi được 3 tuần của tháng 5 và còn một tuần cuối cùng. Và trong cái bản điểm tin video số 104 thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng về thị trường. Đặc biệt là Hùng Lê có nhận định rằng là thị trường của tuần ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 là có những cái diễn biến rất là khó lường. Và chúng ta tiếp tục canh chốt lời những mã cổ phiếu chúng ta đã đạt được những cái vị thế, những cái kỳ vọng của chúng ta. Bởi vì tuần này là tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh, cùng với đó là một số các cái nhóm ngành mà Hùng Lê phân tích và Hùng Lê có view lại thì đã nhìn thấy rằng là nó đang ở những cái vùng quá mua. Quá mua. Và khi mà tín hiệu thị trường nó nằm ở những cái tín hiệu như vậy thì chúng ta cũng phải rất hết sức là thận trọng. Và chúng ta thấy rằng là tại cái thời điểm Hùng ra bản tin video số 104 thì VN Index đã có 4 phiên không vượt thoát được vùng 835 điểm, và đến phiên ngày thứ hai thì VN Index cũng gọi là như thế nào? VN Index cũng đi ở trong cái biên 820 đến 835 điểm, và đến phiên ngày thứ tư, phiên ngày thứ ba thì là VN Index đã có một phiên break hẳn nền, tạo một cái gap ở đây. Đó, tạo một gap ở đây để đi về cái vùng là 850. Đi về vùng 850. Và chúng ta cũng thấy rằng là trong phiên ngày hôm qua thì chúng ta sẽ nói luôn là tại sao là cái viên đáo hạn hợp đồng phái sinh nó rất là nhạy cảm. Thì trong phiên ngày hôm qua gần như cả phiên giao dịch VN Index của chúng ta và VN30 gần như là đi ngang ở quanh vùng tham chiếu. Nhưng trong một cái phiên ATC để đội long gần như kéo trần CE của hợp đồng tháng 5. Và chính vì vậy trong cái phiên ATC thì đã có một cây nến xanh ngồi lên rất là mạnh ở đây. VN Index của chúng ta cũng tăng điểm và VN30 đâu đó tăng hơn 10 điểm. Và đến phiên ngày hôm nay, đúng không? Phiên thứ sáu kết tuần thì VN Index đã trả lại về gần như lấp lại toàn bộ cái gap của cái phiên tăng ngày hôm qua. Đó, vậy thì nếu như chúng ta mà vẫn bị bám theo những cái tín hiệu xanh đỏ của thị trường đó thì chúng ta sẽ rất bị nhiễu ở trong cái tuần mà chúng ta VN Index rồi hợp đồng phái sinh được đáo hạn, đúng không? Và đấy, chúng ta cũng có thể nhìn thấy chỉ số VN30 thì gần như cây nến ngày hôm qua thì cây nến ngày hôm nay VN30 đã lấp lại toàn bộ, và cái vùng mà đúng về gọi là mặt mặt kỹ thuật đó là vùng 800 điểm của VN30, nó là hợp lý. Còn cây nến ngày hôm qua là một cây nến kéo xanh trong phiên ATC thì nó mang một cái tính chất gọi là phục vụ chủ yếu về hoạt động phái sinh. Đối với phái sinh hợp đồng VN30F1M thì ngày hôm qua là phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 5, thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Cả một phiên VN Index lình xình ở đâu đó, Hùng Lê phân tích ở khoảng vùng 800 điểm đến 800 bao nhiêu đó, hơn hơn một tí đây, và cuối phiên thì một cây nến trần, và ngày hôm nay thì đã tạo thành một cái gap rất là lớn giữa khớp nối gap giữa hợp đồng tháng 4, hợp đồng tháng 5 và hợp đồng tháng 6. Và hôm nay thì vì hợp đồng chen sọt đã sọt xuống đóng cửa vùng 768 điểm. Thì nữa chúng ta sẽ đi phân tích cụ thể hơn. Và chúng ta cũng tí nữa thì cũng sẽ đi view lại toàn bộ các cái kịch bản, các cái mã cổ phiếu, thì chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua chỉ có một số ít các mã cổ phiếu là tiếp tục tăng, tức là những mã cổ phiếu nào đang còn trend tăng đó, đang còn trend tăng thì sẽ tiếp tục tăng, còn gần như là các mã cổ phiếu nằm ở trạng thái lình xình và trạng thái đi ngang thì đấy là một cái trạng thái thị trường khi mà VN Index của chúng ta bước vào
vùng quá mua, các cái nhóm ngành bước vào vùng quá mua và thị trường của chúng ta đáo hạn hợp đồng phái sinh. Ok, đấy là một vài cái điểm nhấn chúng ta vừa mới view lại. Thêm một ý nữa Hùng Lê muốn trao đổi với các anh chị là trong cái bản tin video số 104 thì Hùng Lê xin lỗi tất cả những anh chị em đã để lại các cái dòng comment ở đây, nhưng gần như trong cái bản tin này thì Hùng Lê không có trả lời các anh chị được, bởi vì trong tuần vừa rồi thì con trai của Hùng Lê bị ốm và phải nằm viện. Chính vì vậy cả tuần thì Hùng Lê ở trong viện và Hùng Lê chỉ có thể hỗ trợ được những cái anh chị em ở trên team Zalo, tức là trên team hỗ trợ các tài khoản đã chuyển về team của Hùng Lê để đầu tư. Còn lại ở trên cái bản tin này thì rất xin lỗi, tức là hôm nay thì Hùng Lê xin lỗi bởi vì là gần như là các anh chị có thể nhìn thấy đây là tất cả những cái dòng comment của các anh chị là gần như Hùng Lê không có trả lời được và Hùng Lê không có làm gì được, thì đấy là một cái lỗi kỹ thuật trong tuần vừa qua. Đó thì Hùng Lê cũng phải nói cái câu chuyện đó lên để cho mọi người biết và mọi người thông cảm cái chuyện như vậy, tức là con người ta cũng sẽ phải có lúc ốm đau, đúng không? Lúc bệnh tật và có những lúc có những công việc thì sẽ như vậy. Thêm một ý nữa Hùng muốn chia sẻ với các anh chị đó là gì? Trên cái bản tin phân tích định lượng tuần là Hùng Lê phân tích cho một tuần. Chính vì vậy nên là cái một tuần đó thì sẽ phải có những cái tín hiệu kỹ thuật mà nó sẽ bẻ ở trong phiên. Đó, nó sẽ bẻ ở trong phiên. Chính vì vậy nên là tốt nhất nếu như những anh chị nào mà đã theo dõi team của Hùng Lê rất là lâu rồi, theo dõi kênh của Hùng Lê rất là lâu rồi, thì các anh chị có thể cân nhắc để chuyển về công ty chứng khoán VPS, chuyển về team của Hùng Lê quản lý để chúng ta nhận các cái phân tích và khuyến nghị của Hùng Lê. Bởi vì tránh những trường hợp là một số các anh chị thì xem, khi các anh chị xem thì có những cái cổ phiếu là Hùng Lê đã phân tích khuyến nghị trong tuần, tức là khuyến nghị điểm mua ở trong tuần, hoặc là đã bẻ kịch bản ở trong tuần, thì đến cuối tuần Hùng Lê mới phân tích, thì như vậy là chúng ta đã bị chậm mất một nhịp. Đó, Hùng Lê lấy ví dụ như là FRT. Bản thân cổ phiếu FRT là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp, thì hai ngày trước là Hùng đã có phân tích mua đánh mã cổ phiếu FRT, đúng không? Và chính thức là phát lệnh đánh khúc 2 của FRT, bởi vì FRT Hùng Lê đã có những cái phân tích về nhịp 1 rồi. Đó, thì ví dụ như bây giờ ngày hôm nay, đúng không? Hùng Lê phân tích lại mã cổ phiếu FRT, con đường đi của FRT về vùng 3x chẳng hạn như vậy. Thì các anh chị bảo ông này ông ấy bây giờ tăng thì ông mới nói sau, nhưng thực tế là các cái khuyến nghị mua của Hùng Lê đã nằm ở phiên ngày 20 tháng 5. Khi đó Hùng Lê nhận diện thấy rằng FRT đang có những cái dấu hiệu đánh bứt nền 22. Đó là một cái nền kháng cự trong một cái nhịp tạo lập của FRT ở đây. Thì khi FRT giảm thì Hùng đã dò tìm một cái vùng ở 20 ở đây. Và Hùng nhìn thấy rằng là FRT đã bắt đầu có những cái điểm đánh lên ở đây. Và đây là những cái điểm đánh kỹ thuật của FRT rất là đẹp. Và đến cái phiên ngày hôm ngày 20 tháng 5 thì Hùng đã bắt đầu quyết định đánh mã cổ phiếu FRT. Đó, thì bây giờ Hùng phân tích FRT thì nó đã đi được 2 phiên. Và nếu đúng hơn là cổ phiếu này đã là T0, T1, T2. Và phiên ngày thứ 2 là phiên T3 thì hàng đã về. Và hàng đã về rồi thì chúng ta hoàn toàn chủ động trong các cái điểm mua. Trong các cái điểm bán và mục tiêu của FRT về vùng 30. Ví dụ như vậy. Hay là mã cổ phiếu Vietcombank. Đó, đây là chúng ta sẽ phải chia sẻ cái chỗ này để chúng ta tránh những cái gọi là chúng ta có những cái phản hồi không đúng đối với Hùng Lê. Thì đối với Vietcombank, cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích đối với Vietcombank đây. Mục tiêu của Vietcombank là Hùng đã phân tích từ những cái vùng 60-65 và lần lượt đạt target 72. Hoàn thành 72 rồi thì Hùng Lê tiếp tục phân tích ở vùng giá 80. Các anh chị xem lại những bản tin. Và khi mà Hùng Lê phân tích một con sóng lên của cổ phiếu thì tuần này, tức tuần này sẽ nối tiếp tuần sau, nó thành một cái dòng thời gian như vậy. Và khi phân tích một cái sóng xuống, hẳn là các anh chị đã đồng hành cùng với Hùng Lê sẽ biết ở được khi Hùng Lê phân tích sóng xuống của Vietcombank ở vùng 87.5. Khi Vietcombank đánh mất vùng 87.5 ở đây thì chính thức là Hùng Lê đã phân tích một sóng xuống và dò tìm ở cái vùng hỗ trợ mục tiêu đâu đó ở khoảng vùng 55 đến vùng 57. Các anh chị xem lại. Và bây giờ chúng ta phân tích một sóng lên thì sóng lên của chúng ta đã đạt target 80. Đó, vậy thì trong tuần vừa rồi là Vietcombank đạt target 80 thì Hùng Lê đã khuyến nghị một số các tài khoản Hùng Lê chốt ở vùng 80 xong thì chúng ta lại phải có được cái vùng đệm để chúng ta dò tìm cái vùng đệm ở đây để chúng ta quan sát. Thì vùng đệm Hùng đã đưa ra ở đây là vùng 77.5 đến vùng 78. Trường hợp khi Vietcombank không về đến vùng 80 rồi và không gãy, tức là chắc chắn sẽ có những cái điểm test trả đây và không gãy vùng 77.5 thì chúng ta tiếp tục mua Vietcombank. Đây, 77, 77.5.
thì chúng ta mua lại 50% số đã chốt để chờ đánh, chờ Vietcombank đánh lại vùng 80. Break nền 80 chúng ta sẽ có target tiếp theo của Vietcombank ở vùng 85 cộng, thậm chí mạnh hơn sẽ là vùng 90. Tức là cách đây 2 ngày, đúng cũng là ngày 20 tháng 5 thì Hùng Lê đã chính thức bẻ kịch bản của Vietcombank lên vùng 85 đến vùng 90. Đó. Vậy thì cuối tuần thì Hùng Lê mới nói cái này đến được với cộng đồng nhà đầu tư, nhưng những cái ý đồ về cổ phiếu, về phân tích thì Hùng Lê đã triển khai ở trong tuần rồi. Chính vì vậy, nếu như những anh chị nào mà yêu thích Hùng Lê rồi và có những cái quan điểm, những cái góc nhìn đó phù hợp với cái cách mà Hùng Lê phân tích thì chúng ta có thể chuyển về. Còn xuyên suốt từ lúc mà kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng lên sóng thì đã có những anh chị em đầu tiên xem những bản tin video của Hùng Lê, cho đến thời điểm hiện tại các anh chị vẫn đang xem thì chúng ta đã thống nhất với nhau và đã hiểu Hùng Lê một quan điểm gì. Thị trường chứng khoán là xác suất, đã là xác suất, là một con số định lượng trong tương lai, nó có cái đúng, nó có cái sai. Và khi chúng ta có nền tảng phân tích tốt, chúng ta đã có những cái định lượng tốt thì chúng ta sẽ giảm thiểu cái sai đi và chúng ta tăng cái đúng lên, đúng không ạ? Và cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Đó, và khi mà các anh chị đồng hành cùng với Hùng Lê thì các anh chị sẽ luôn có một cái điểm tựa về mặt tinh thần. Đó, thị trường lên hay thị trường xuống, chúng ta đã có những cái phương án chủ động trong đầu rồi, và như vậy chúng ta luôn luôn chủ động, chúng ta không bị động. Đấy là một cái Hùng Lê nghĩ rằng rất là tuyệt vời khi mà chúng ta tham gia trên thị trường chứng khoán. Một vài ý để chia sẻ trước khi mà chúng ta đi vào view toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua, Vinhome. Bản thân Vinhome thì các anh chị cũng có thể thấy đây, Hùng Lê đã phân tích một sóng lên và sóng lên chạm vùng 70, sau đó mục tiêu ở vùng 80. Thì trong tuần vừa qua chúng ta thấy rằng Vinhome đang có những cái điểm đánh rất là đẹp. Sau khi mà Vinhome, đây các anh chị xem lại ở bản tin video số 103, khi Vinhome đã có những cái nhịp kéo lên thì Hùng Lê bắt đầu dò tìm cái vùng giá mục tiêu quay trở lại của Vinhome ở quanh vùng 70. Không gãy vùng 70, Vinhome tích lũy trở lại, và đây là những phiên tích lũy rất đẹp của Vinhome, và để cho chúng ta có được cơ sở để chúng ta tiếp tục kỳ vọng Vinhome đánh lên vùng 80. Ở tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinhome thì sau một phiên đánh tăng mạnh của phiên ngày 20 tháng 5 thì Vinhome đang có xu hướng test lại, và các anh chị nhớ cho Hùng Lê những tài khoản đang cầm trong team của Hùng Lê, rất nhiều tài khoản đang cầm Vinhome, thì chúng ta sẽ nhớ cho Hùng Lê đó là vùng 75 cổ phiếu Vinhome sẽ test lại vùng 75 1 đến 3 phiên, không gãy vùng này thì Vinhome tiếp tục đánh về 80. Và với những cái lực đánh hiện tại, những cái dòng tiền tạo lập hiện tại thì Vinhome không chỉ hoàn thành cái target 80 mà sẽ có những target cao hơn của Vinhome, có thể là vùng 85 đến vùng 90. Thì hàng tuần Hùng Lê sẽ căn cứ những cái tín hiệu đi của cổ phiếu để chúng ta phân tích, đúng không ạ? Chúng ta không vội vàng gì cả, bởi vì là chúng ta có công cụ, chúng ta quan sát được thị trường, và hàng ngày thì khi có những cái tín hiệu biến động thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Và đối với Vinhome như vậy, đối với VIX giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê không có kết và không có khuyến nghị, bởi vì VIX đang đi ngang ở trong một cái biên tích lũy khoảng vùng hỗ trợ ở đây là vùng 90 đến vùng 100. Và các anh chị có thể nhìn thấy đây, từ những cái bản tin rất là sớm thì Hùng Lê đã có những cái phân tích những cái sóng oan tà vằn đây. Thì thường khi mà cổ phiếu chạm về vùng kháng cự thì cổ phiếu lại có xu hướng đánh tụt lại, thì VIX hôm nay là có xu hướng đánh tụt lại sau khi mà đã chạm khoảng vùng 97-98 thì đây đó. Và những cái điểm chạm này thì có thể VIX lại chạm lại vùng hỗ trợ 90 đến 92, và chúng ta lại quan sát ở đây thì đối với VIX như vậy thôi. VRE là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta Hùng Lê rất quan tâm đến mã cổ phiếu này, và gần như các cái trend lên là Hùng Lê luôn có phân tích để cho các anh chị của chúng ta có thể có những cái điểm mua để chúng ta chốt lời rất là đẹp. Và gần đây nhất đó là đầu tháng 5, các anh chị có thể xem lại, Hùng Lê có phân tích VRE ở khoảng vùng 22 đến vùng 23, và chúng ta đã canh chốt đâu đó được ở khoảng vùng 25.5 vùng 26. Tiếp tục một nhịp vừa đây nhất, lại chúng ta lại canh chốt ở vùng 26.5, thậm chí chốt giá trần, gần trần đó. VRE không biết là ở trên zoom lệnh này. Đây, 2 ngày trước đúng không ạ, VRE gặp kháng cự ở vùng 26.5, canh chốt ở vùng này. Và sau đó thì tín hiệu lệnh của Hùng là đặt lệnh bán trần VRE 26.5 cho nó tưng bừng đi cả nhà, tức là chốt
và chốt, đơn giản thì có như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì là VRE vẫn đang vận động ở trong một cái biên rất là hẹp, đó là biên từ vùng 22 đến khoảng vùng 25 26. Vậy thì khi mà chúng ta có những cái cơ hội như vậy, cơ hội vàng như vậy thì chúng ta chốt đi, chúng ta mua làm gì ở những cái vùng này nữa, đúng không ạ? Và đấy, chốt xong thì nó hôm nay là đóng cửa 258 và không cẩn thận là sang tuần tới lại vòng lại về vùng đâu 22 23. Vòng lại vùng này nó lại tích lũy trở lại, đôi lúc chúng ta lại lại có một nhịp đánh lên ở bên này. Đó. Vậy thì thị trường chứng khoán nó là như vậy, cái sai thì nó sẽ nối tiếp cái sai và cái đúng nó sẽ nối tiếp cái đúng. Đó, ví dụ như chúng ta chốt được 26.5 rồi, ok, chúng ta để tiền đó, chúng ta quan sát tiếp, biết đâu được nó lại về vùng đây và chúng ta lại có những cái tín hiệu của mông lên sẽ phát lệnh, thì chúng ta lại mua, mua xong thì chúng ta chốt. Đó thì cứ mỗi nhịp chúng ta ăn khoảng tầm độ 5% là hạnh phúc lắm rồi, theo như Hùng Lê là như vậy. Sapeco, SAB. SAB thì ở trong giai đoạn này nó mang cái tính chất tạo lập, vùng kháng cự của SAB ở đâu đó vùng 180 và hiện tại thì đã có khoảng 2 tuần SAB đi ở quanh vùng này và không 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 vượt thoát được, và với một cái tín hiệu dòng tiền như hiện tại thì khả năng SAB sang tuần tới sẽ lại quay lại về vùng đâu đó khoảng vùng 160. Về vùng 160 tích lũy tại đây và chúng ta sẽ xem là tích lũy tại đây xem là nó có tích lũy thành công hay không. Bản thân SAB thì nó chỉ liên quan đến cái yếu tố tạo lập thị trường thôi chứ nó không 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 đáng để chúng ta quan tâm để chúng ta đầu tư. Vinamilk là một cái mã cổ phiếu mà với quan điểm với góc nhìn của Hùng Lê nó rất là mạnh. Vì sao nó mạnh thì các anh chị vui lòng xem lại cho Hùng Lê từ những cái bản tin mà Hùng Lê phân tích ở đây này. Đâu đó khoảng từ 27 tháng 3, từ vùng 25 26 27 tháng 3 ở đây. Khi Hùng Lê bắt đầu phân tích một sóng lên của Vinamilk, đó các anh chị có thể nhìn thấy theo dòng thời gian. Đó, và cái dòng thời gian đến thời điểm hiện tại là cái target vùng 110 đúng không ạ? Gần nhất đã hoàn thành. Sau một cây nến break đánh vượt thoát lên vùng 110 thì Hùng Lê lại tiếp tục có một cái nhịp đánh giá là Vinamilk sẽ test cung lại, sẽ kiểm tra lại vùng 110 một lần nữa. Và đây chính là cái cây nến test cung rất là thành công của Vinamilk ở trong tuần vừa rồi. Đó, Vinamilk kéo lại về vùng 110 và sau đó thì kết phiên đã kéo lên đóng trên vùng 110 để chúng ta có một cái mục tiêu tiếp theo ở vùng 120. Và cái target của vùng 120 thì Hùng Lê đã có phân tích ở trong tuần trước, các anh chị có thể xem lại. Và mục tiêu này thì nó vẫn không hề thay đổi đối với Vinamilk. Có thể trong ngắn hạn Vinamilk sẽ có một thừa phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba nó có thể lình trình ở quanh vùng 100 115 và trước khi mà kéo lên vùng 120. Và đối với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Vinamilk thì cái nhịp đánh này thì chúng ta có thể sẽ canh chốt trọn vẹn Vinamilk ở quanh vùng 120, thậm chí là qua vùng 120 một tí. Các cái điểm mua không còn các anh chị nhé, điểm mua không còn các anh chị lưu ý. Chúng ta sẽ phân tích các cái mã cổ phiếu của ngành hàng không. Đầu tiên là VTC. Đối với VTC hiện tại thì Hùng Lê đã có phân tích từ những cái thời điểm rất là sớm, đâu đó khoảng đây các anh chị có thể xem lại từ vùng 70, xin lỗi cả nhà, không phải vùng 70, vùng 95 đến vùng 100. Và những sóng lên thì lần lượt là hoàn thành cái target cuối cùng đó là vùng 120. Các anh chị xem lại và khi mà hoàn thành ra 120 thì VTC đã có hai lần chỉnh lại. Đây là các cái điểm dò tìm vùng giá mục tiêu của Lê sau những cái điểm chỉnh đúng không ạ? Ok chưa? Vùng 110. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VTC, dòng tiền thì đang có xu hướng cắm xuống. Đây là chính là một cái yếu tố mà cổ phiếu nó sẽ trong ngắn hạn là cổ phiếu nó sẽ ít nhất là cổ phiếu nó sẽ chưa tăng được. Tín hiệu MACD thì cũng đang hơi xấu. Chính vì vậy nên là VTC sẽ có xu hướng đi ngang ở quanh vùng 110 đến vùng 114. 110, 114 để phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. Thì đối với quan điểm của ông Lê là chạm kháng cự ngắn thì chúng ta sẽ bán và chạm hỗ trợ ngắn thì chúng ta sẽ mua. Chính vì vậy là khi mà VC chạm 120 thì chúng ta có thể bán và chạm về vùng 110 thì chúng ta sẽ mua. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi. HVN. HVN đã hoàn thành mục tiêu của ông Lê ở vùng giá 28. Các anh chị xem lại những cái bản tin trước, ông Lê không nhắc lại nữa. Và khi hoàn thành vùng giá mục tiêu 28 thì cổ phiếu HVN đang có những điểm tích lũy đi ngang và điểm hỗ trợ của HVN ở khoảng vùng 26.5. Chúng ta quan sát HVN ở vùng 26.5, nếu như cổ phiếu này bị gãy vùng 26.5, ok, target của HVN chỉ đạt được đến vùng 28. Nhưng ngược lại cổ phiếu HVN vẫn đi ngang ở quanh vùng 26.5 đến vùng 28 thì chúng ta tiếp tục nắm giữ thôi. Bởi vì như vậy là sau một cái bình nguyên, sau một cái nền tảng tích lũy thì chúng ta sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta xem à ông này có vượt thoát được vùng
vùng đây là vùng bao nhiêu, vùng 28 không, thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục có một cái target ở khoảng vùng 32. Còn ngược lại, nếu như HVN bị gãy ở cái nền này thì nó sẽ rơi lại về cái nền sâu, và rơi về nền sâu thì sẽ rơi về nền bao nhiêu, về nền 20, và để hình thành nên một cái mô hình gọi là mô hình V kép ở đây đó, mô hình V kép ở đây rồi mới có thể chạy tiếp được. Đây các anh chị có thể nhìn thấy, đây là một cái mô hình rất là kinh điển trong phân tích kỹ thuật. Đây đó đó, được chưa? Và nếu như chúng ta xem ở đây nữa thì ở đây và ở đây đó đó, các anh chị nhìn thấy không đó. Vậy thì nó sẽ phải test lại ở cái vùng đáy một lần nữa, ở đây là nó test đáy 30 đúng không ạ? Sau khi mà nó hình thành một cái nền, hình thành một cái nền đi ngang đây, nó không 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 tích lũy và không vượt thoát lên được thì nó sẽ phải tích lũy lại đây đó. Vậy thì như vậy là chúng ta sẽ trường hợp như thế nào gọi là cắt lỗ và như thế nào gọi là chốt lời. Chúng ta đã chốt ở vùng 28 thì chúng ta canh lại ở vùng 26.5. trường hợp HVN không gãy 26.5, lực cầu quay trở lại, ok, chúng ta sẽ mở điểm mua quay trở lại để chúng ta đánh khúc 2. Ngược lại, nếu như gãy 26.5, ok, chúng ta đã tất toán xong ở vùng 28, ví dụ như vậy. Hoặc là khi chạm kháng cự 28, chúng ta sẽ bán đi 50% vị thế của HVN, chúng ta nắm giữ 50% còn lại để chúng ta quan sát xem vùng 26.5 của chúng ta, đúng không ạ, có gãy không. Nếu gãy chúng ta bán nốt 50% còn lại, nếu không gãy chúng ta mua lại 50% còn lại. Đó, một cái phương pháp trading rất là logic, rất là thông minh và rất là hợp lý để chúng ta có những điểm chốt lời và để chúng ta phòng trừ rủi ro. Đó, trường hợp nếu như gãy vùng 26.5, chắc chắn rằng HVN sẽ đi xuống. Tiếp tục cổ phiếu ACV. Một ý nữa là một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là sao cứ toàn phân tích cổ phiếu lên, thì chúng ta lưu ý là Hùng Lê phân tích rất nhiều các mã cổ phiếu xuống. Khi thị trường lên thì chúng ta phân tích sóng lên, và khi thị trường xuống thì chúng ta phân tích sóng xuống, đúng không? Chứ không thể là cổ phiếu lên thì Hùng Lê lại đi phân tích xuống, mà cổ phiếu xuống Hùng Lê phân tích lên, như thế thì còn gì là phân tích nữa, đúng không ạ? Đó. Đối với cổ phiếu ACV, trong thời điểm hiện tại lực cầu của ACV đang khá là tốt, và ACV cũng đang tích lũy ở trong một cái nền biên, đó là nền 61.5 là nền kháng cự, và nền hỗ trợ đây Hùng Lê đang dò tìm mục tiêu ở khoảng vùng giá 57. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì ACV đánh chạm trần, và chỉ hơi tiếc là trong hai phiên cuối tuần thì nó liên quan đến hoạt động của phái sinh, chính vì vậy là ACV cũng sẽ bị những cái nhịp chỉnh. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì ACV có thể chỉnh lại ở quanh vùng 57 đến vùng 58, các anh chị lưu ý. Và sau khi mà ACV chỉnh lại rồi, tích lũy thành công ở vùng này rồi, thì chúng ta có thể tiếp tục quan sát ACV để chúng ta kỳ vọng một cái sóng mới của ACV. Bởi vì là đối với công ty cảng hàng không quốc tế, hàng không ACV, nó là cái đơn vị vận hành rất nhiều các cái sân bay, và đặc biệt là sân bay Long Thành sắp sửa xây dựng, thì đây cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta cũng có thể cần để nói tới một cái điều kỳ vọng ở trong tương lai. Tuy nhiên cái điều kỳ vọng trong tương lai thì nó rất là viển vông, chúng ta cần phải xem những cái tín hiệu kỹ thuật, và ở đây là vùng giá 57, ok, anh chị lưu ý giúp Hùng Lê. Chúng ta xem mã cổ phiếu BVH và Mansan. Đối với BVH đã hoàn thành mục tiêu ở vùng giá 50, và bây giờ vấn đề là tiếp theo là BVH có đánh vượt thoát vùng 50 hay không. Thì với góc nhìn và với quan điểm của ông Lê, BVH sẽ đánh vượt thoát vùng 50 ở trong tuần tới, chắc chắn là như vậy, bởi vì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của BVH thì không có lý do gì mà là cổ phiếu nó lại không phân tích một sóng lên ở đây cả, bởi vì BVH đã, chúng ta đã phân tích một sóng xuống rất là dài đây. Từ những cái vùng bị gãy ở vùng 90, tức là những anh chị mà đồng hành với Hùng Lê từ những cái vùng này là đã có thể nhận diện thấy được là trước khi mà Hùng Lê khuyến nghị bán thì BVH rơi sàn liên tục. Nhớ lại và xem lại những bản tin cũ. Và bây giờ những cái tín hiệu kỹ thuật của BVH thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. BVH sẽ khi mà chạm trần các anh chị thì nó sẽ phải có một vài cái phiên, và cái vùng 47.5 chính là cái vùng đệm hỗ trợ kỹ thuật của BVH. Có thể BVH sẽ rơi về vùng 47.5, tích lũy khoảng 3 phiên, 1 đến 3 phiên trước khi mà lấy đà để chúng ta lao qua vùng giá 50. Và đối với lao qua 50 thì chúng ta sẽ có một target tiếp theo ở vùng giá 55, và kỳ vọng lớn hơn ở vùng 65-75. Ở trên này thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích khi mà BVH hoàn thành cái mục tiêu ở 55 ở đây. Ok. MSN Mansan. Mansan hôm nay bị chốt tương đối là mạnh, khi mà cổ phiếu này đã chạm trần, tức là chạm vùng 65.
Và biên tích lũy của Man San ở trong thời điểm hiện tại đó là ở khoảng vùng 61 đến vùng 62. Thì với những cái tài khoản trong team Hùng Lê thì các anh chị đang quan tâm lại Man San ở khoảng vùng 61 đến vùng 62, thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta xem cái gọi là cái điểm tích lũy nền của Man San ở vùng này. Nếu như Man San không bị gãy ở vùng này và tích lũy được, chúng ta sẽ nhận diện thấy ở có những cái điểm ở đây. Đó, và khi những cái điểm này được nhận diện thì chúng ta sẽ tiếp tục có được một cái target tiếp theo của Man San ở vùng 70. Với những góc nhìn hiện tại của Hùng Lê thì với những cái tín hiệu kỹ thuật của Man San thì Man San hoàn toàn đang đi vào những cái sóng dài. Và chính vì khi đi vào những cái sóng dài thì cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm tăng và điểm chỉnh lại. Những cái điểm chỉnh lại ở quanh vùng 60, 61 ở đây chính là những cái điểm xây nền để cho để cho Man San có thể đi về vùng 70, 80. Đó, và những anh chị đã xem những bản tin của ông Lê đúng không ạ? Thì ông Lê đã phân tích Vietcombank từ xin lỗi cả nhà, Man San từ vùng giá 48.5 và lên đến vùng 61. Sau đó thì Hùng Lê tiếp tục phân tích lên vùng 65 và bây giờ thì Hùng Lê tiếp tục phân tích lên vùng 70 và mạnh hơn có thể là vùng 80, nhưng mà chúng ta sẽ từ từ, chúng ta sẽ canh từng cái con sóng một đó để chúng ta xem những cái tín hiệu kỹ thuật. Ok, tiếp tục MWG, ông bán lẻ MWG. Đối với MWG thì chúng ta cũng đang phân tích một sóng lên và chúng ta chưa phân tích sóng xuống. Ngày hôm nay thì phái sinh sọt nên là MWG hơi xấu một tí. Thực ra thì cũng chưa xấu, đóng cửa đúng lưng chừng đồi. Tức là bản thân khi Hùng Lê phân tích một cái sóng lên ở đây thì Hùng đã phân tích lên đến cái target ở 85. Và cái mục tiêu gần đây nhất đó là đang rơi về khoảng vùng 95. Khi mà MWG vượt thoát thành công ở vùng 85 thì về tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là MWG đã có những phiên ngồi trên vùng giá 85, và phiên ngày hôm nay thì do phái sinh giảm nên là MWG cũng nằm ở trong cái đội để tạo lập phái sinh. Chính vì vậy một cây nến đỏ này, và chúng ta sẽ xem ở trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba MWG có lấp lại được cái vùng cây nến đỏ này hay không, và nếu như lấp thành công cái cây nến này và giá trên 85, lực cầu quay trở lại, chúng ta tiếp tục có một target tiếp theo ở khoảng vùng 90 đến vùng 95 đối với MWG. Điểm mua thì gần như là chúng ta đến thời điểm này thì những cái điểm mua sau là Hùng không có còn có khuyến nghị nữa, bởi vì gần như là chúng ta đã bị chậm mất những cái nhịp rất là đẹp. Đối với PNG, sau một sóng giảm, Hùng Lê bắt đầu phân tích một sóng lên, và sóng lên đầu tiên đó là mục tiêu vùng giá 60. Hoàn thành 60, tiếp theo vùng giá mục tiêu là 65, thì những vùng giá mục tiêu này lần lượt hoàn thành theo thời gian. Và hoàn thành trên cái góc độ như thế nào? Đó là hoàn thành trên một những cái góc độ là phân tích rất là logic. Đó, khi chạm vùng 65 thì cổ phiếu này sẽ trả cung lại ở vùng 60. Đó, các anh chị có thể xem lại những cái bản tin của Hùng Lê ở đây. Và những cái điểm trả cung này không gãy thì chúng ta mới có được cái target tiếp theo, đó là vùng 65 đúng không ạ? Chứ gãy rồi thì còn 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 gì nữa đúng không ạ? Vậy thì bây giờ lại tiếp tục hoàn thành 65 rồi thì Hùng Lê tiếp tục phân tích PNG ở khoảng vùng 62 đến vùng 63.5. Đây là cái vùng hỗ trợ của PNG. Nếu PNG không gãy vùng này và lực cầu tiếp tục bị được duy trì ổn định ở đây thì PNG sẽ công lại ở vùng giá 65, vượt thoát vùng 65, chúng ta có tiếp target vùng giá mục tiêu của PNG ở vùng 75. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PNG rất đẹp, rất là ok, các tài khoản đang nắm giữ PNG chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ tiếp. Còn đối với những anh chị mà xem được hiểu được ý đồ của Hùng Lê thì khi chạm về vùng 65 các anh chị chốt đi 50%, hoặc thậm chí là các anh chị chốt hết xong rồi thì chúng ta lại cover lại hàng. Đấy, khi mà Hùng Lê có những cái điểm phân tích rất là đẹp ở đây ở vùng 62 đến vùng 63.5. Thì nói như vậy thì các anh chị bảo à ông này ông ấy giờ nó mới 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 diễn ra đúng không? Thì ông nói thế, nhưng mà trong anh chị xem lại cái bản tin kịch bản của ông Lê đưa ra trong tuần trước, đó là ông Lê đã dò tìm những cái vùng mục tiêu ở đây để cho chúng ta gom lại. Đó, chúng ta gom lại rất là đẹp, và những cái điểm gom đó chính là những cái điểm mua, chứ không phải là chạm vùng 65 chúng ta cứ thấy xanh mướt, cứ cứ thấy xanh 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 này chúng ta đua vào chúng ta mua sai. Đó. Chính vì vậy nên là chúng ta thường xuyên sai ở những cái điểm đó, và chúng ta thường thất bại, cái số lượng mà người nhà đầu tư thất bại trên thị trường chứng khoán nhiều hơn số lượng nhà đầu tư thắng, chính vì mấu chốt vấn đề nó nằm ở cái điểm này. PNG đang rất là đẹp, ok, chúng ta tiếp tục nắm giữ.
Bình Minh BMP. Bản thân Bình Minh thì Hùng Lê cũng đã có một phân tích một cái sóng của Bình Minh khá là dài và đây là một cái sóng lên. Và một cái mô hình Hùng Lê đã có phân tích yếu tố tạo lập kinh điển ở đây, đó là cái mô hình phân tích kỹ thuật thì Hùng Lê phân tích trước khi mà Bình Minh chia. Sau khi chia thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại giá, và hiện tại thì Hùng cũng đang dò tìm cái vùng mục tiêu của Bình Minh. Đó là Bình Minh sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng vùng 46 đến vùng 46.5. Không gãy vùng này và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định thì chúng ta tiếp tục có một cái vùng giá mục tiêu của Bình Minh, đó là vùng 50 50 đến vùng 52. Vùng 50 đến vùng 52. Đó, và với những cái tín hiệu hiện tại của Bình Minh thì Hùng thấy rằng là vẫn đang rất là ok. Vùng hỗ trợ 40 46 đến 46.5 chưa bị phá. Chính vì vậy đây là những cái yếu tố để giúp cho chúng ta có được những cái định lượng tiếp theo của Bình Minh tại vùng giá 50 đến vùng giá 52. Cơ điện lạnh Z thì trong cái thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng là cái dòng tiền nó đang hơi kém, tức là Z là một cái mã cổ phiếu nó khá là già cỗi, blue chip, tạm gọi là blue chip già cỗi, và cái thời điểm hiện tại thì tạo lập hơi kém. Chúng ta phân tích để chúng ta nhìn nhận thôi, chúng ta đánh giá thôi về góc độ phân tích kỹ thuật. Đó thì trong cái kịch bản gần đây nhất thì Hùng Lê đang nhìn thấy cái điểm hỗ trợ của Z ở khoảng vùng 31. 31 đúng không ạ? 31. Và cái điểm kháng cự ngắn của Z ở đâu đó khoảng vùng 33, và Z đang vận động ở trong cái biên hẹp. Ở trong cái biên hẹp chúng ta phân tích thôi, chứ còn điểm mua thì nó cũng không không thực sự là happy đối với những cái mã cổ phiếu như này. Chúng ta còn nhiều mã cổ phiếu đẹp hơn các anh chị. FPT trong thời điểm hiện tại là rất là tốt, và bản thân Hùng Lê thì Hùng Lê chỉ có kỳ vọng FPT ở vùng giá khoảng 47 47 đến vùng 47 đúng không? 47 sau chia. Còn trước chia ở đâu đó khoảng vùng 52 đến vùng 50 53 54 gì đó, các anh chị có thể xem lại. Bởi vì cổ phiếu này là nó liên quan đến dòng thời gian của trước chia và sau chia. Thì sau khi mà hoàn thành cái vùng giá mục tiêu này thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các tài khoản Hùng Lê chúng ta chốt, và chúng ta để nếu như cổ phiếu còn tiếp tục tăng thì chúng ta sẽ dành cái khúc sau cho người khác, đúng không ạ? Chúng ta vui vẻ lên lúc chúng ta bán cổ phiếu xong rồi. Rất nhiều nhà đầu tư muốn là chúng ta bán xong là cổ phiếu phải sàn 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 đó, để cho cái thằng sau nó mua sau nó chết mẹ luôn. Nói gọi là theo cái ngôn ngữ nó hơi 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 kiểu gọi là giang hồ một tí như vậy. Nhưng mà đúng là cái chính cái tư tưởng đó, chính cái dòng suy nghĩ đó làm cho nhà đầu tư tự giết chết chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì là chúng ta bị nuôi một cái giấc mộng là lần trước chúng ta bán xong cổ phiếu nó lên, thôi lần này chúng ta không bán, chúng ta để bán cao hơn, đúng không ạ? Lỡ may chúng ta bán xong cổ phiếu nó tăng tiếp, ồ chúng ta lại ngồi chúng ta tiếc, đúng không ạ? Và rồi chúng ta cứ chạy theo một cái giấc mơ như vậy, và đến lúc mà là có rất nhiều nhà đầu tư là khi cổ phiếu càng lên cao, vẫn đang tốt, lại full margin, lại vay thêm tiền mua, và vô hình dung đã đẩy chúng ta vào một cái kết cục rất là đáng lòng. Đó, chúng ta đánh trên thị trường chứng khoán nó sẽ có khúc đầu, khúc giữa và khúc đuôi. Đó, thì với FPT là Hùng Lê đã có một cái phân tích sóng giảm ở đây rất là đẹp, và rất nhiều những anh chị mua được ở vùng giá 40 trước chia và sau chia đâu đó khoảng 34.5. Vậy thì chúng ta ăn được một khúc từ khoảng đâu đó vùng 40 trước chia lên đến khoảng vùng 52. Đó, chúng ta ăn được 10 giá như vậy là khoảng 20% rồi. Thì tại sao chúng ta lại còn phải 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 lăn tăn những cái câu chuyện là chúng ta bán xong, đúng không ạ? Chúng ta sợ cổ phiếu lên, chúng ta sai ở chỗ đó. Và những cái chia sẻ của Hùng Lê, cái mục tiêu cuối cùng đó là gì? Gây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư thành công, và đi theo được những cái ý đồ tạo lập của Hùng Lê. Đó, mặc dù những cái ý đồ đó có thể đúng có thể sai, các anh chị tự phân tích tự biện luận lại, nhưng Hùng Lê thấy rằng qua thời gian, đúng không ạ, những cái phân tích của Hùng Lê đã giúp ích cho rất nhiều nhà đầu tư tự tin hơn, đúng không ạ, giao dịch mạch lạc hơn theo những cái dòng phân tích của Hùng Lê thời gian ở trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Đó, chúng ta đừng có tiếc, chúng ta đừng có tiếc, chúng ta bán đi rồi chúng ta sẽ có những cơ hội mới. Ok, được chưa? DGW là một cái mã cổ phiếu công nghệ thứ hai mà Hùng Lê có những cái phân tích định lượng theo thời gian từ những cái vùng ở dưới này, và cái vùng mục tiêu của Hùng Lê đó là Hùng Lê cũng chỉ kỳ vọng ở khoảng vùng 26 đến vùng 26.5.
Và thực tế thì cổ phiếu này đã hoàn thành vùng 26.5, và sau đó thì đang có những phiên kéo lên. Đó, đang có những cái phiên kéo lên về vùng đỉnh cũ của đây là vùng 28. Vậy thì Hùng Lê cũng không hiểu là nhà đầu tư của chúng ta suy nghĩ như thế nào mà chúng ta lại cầm tiền để chúng ta đi mua DGVK ở vùng 28. Đó, thì đây là những nhà đầu tư thất bại, có thể họ sẽ thành công, có thể là DG kéo lên một nhịp nữa. Nhưng cái xác suất mà chúng ta thất bại ở cái vùng 28 này cực kỳ cao. Vậy thì tại sao chúng ta không ăn ở cái khúc đẹp đẹp ở dưới này thôi, còn khúc trên chúng ta dành cho người khác, đúng không ạ? Đó, chúng ta đừng có mua ở những cái phiên mà nó xanh mạnh như thế này, và ngay lập tức sau đó thì sẽ có những cái phiên trả cầu. Thì với góc độ kỹ thuật hiện tại thì ông Lê đánh giá rằng DGVK của chúng ta cũng hết cơ hội rồi. Ai còn thì chúng ta sẽ canh, thì chúng ta chốt. Chúng ta không chốt thì chúng ta sẽ ôm lại đó, thì nó sẽ rất là rủi ro cho chúng ta thôi. Novaland thì cổ phiếu bo cung, và các anh chị thấy rằng là nó đánh kiểu rất là buồn cười. Chính vì nó đánh buồn cười như vậy nên là nếu mà chạm được hỗ trợ 52 thì mua, và sau đó thì chạm được 53 54 thì bán. Nói chung ngắn ngắn là một đôi 3% kết thúc cuộc chơi với Mansan, xin lỗi, Novaland. Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích nhóm dầu khí. Thì nhóm dầu khí thì trong cái bản điểm tin trước cái kỳ nghỉ lễ, sau cái kỳ nghỉ lễ, đúng không ạ? Và Hùng Lê đã có những cái đánh giá nhận định về nhóm P. Thì tại cái thời điểm đó rất nhiều những cái thông tin cho rằng nhóm P đang rất là xấu. Tuy nhiên Hùng Lê vẫn phân tích một sóng lên của nhóm P, và khá là nhiều nhà đầu tư băn khoăn và có hỏi Hùng là giá dầu đang như thế tại sao lại phân tích một sóng lên. Thì Hùng có trả lời là gì? Dịch bệnh kết thúc, đúng không ạ? Chúng ta dầu sẽ tăng tiêu dùng trở lại. Thứ hai là không có một công ty khai thác dầu nào mà lại để cho các anh chị dùng xăng dầu mà lại họ lại còn phải trả thêm tiền, tức là tăng trưởng âm, không có câu chuyện đó. Và nó sẽ có một cái sự đào thải nào đó nhất định cái cuộc chơi của các ông lớn ở trên 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 thế giới, và sau cái cuộc chơi đó thì các ông lớn sẽ phải bắt tay với nhau đó, bởi vì đó là quyền lợi của các ông, đúng không? Về động thái, về chính trị, về kinh tế, ok, có thể đánh nhau ở trong một thời điểm nào đó, nhưng nó sẽ đến một cái kết cục nào đó, và sẽ có sự đào thải, tức là một là ông sẽ chết, thì ông nào chết thì chết đi, còn ông nào sống lại thì sẽ sống tiếp, và sẽ có cái sự bắt tay để đưa giá dầu trở lại về một cái trạng thái cân bằng. Và ở thời điểm hiện tại thì giá dầu đang đang bao nhiêu anh chị? Đâu đó khoảng tầm 30 đô, 30 đô thùng, cũng lên không rõ lắm. Ok, chúng ta sẽ nói đến gas. Bản thân gas Hùng Lê đang phân tích một sóng lên, và sóng lên đầu tiên chạm vùng 70 đã hoàn thành mốc 70 rồi, thì Hùng tiếp tục phân tích một sóng lên ở vùng 80. Và bây giờ từ vùng 70 lên vùng 80 là gas đã đi được 50% chặng đường. Chúng ta phân tích, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Gas sẽ có những điểm test cung ở khoảng vùng 72.5 đến vùng 73.5, không gãy vùng này. Gas có thể tích lũy lại 1 đến 2 phiên, bởi vì hoạt động của gas ngày hôm nay đó là hoạt động phục vụ cho phái sinh và sọt xuống. Và hợp đồng phái sinh hôm nay bị sọt xuống khá là mạnh. Thì gas sẽ có những cái điểm tích lũy tại đây, và những cái điểm tích lũy nền này không bị gãy thì chúng ta tiếp tục chờ đợi ở một cái target tiếp theo ở vùng giá 80. Hoàn thành 80 thì Hùng Lê sẽ phân tích 90 100 sau, đúng không ạ? Đối với gas. Các cái điểm mua các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là các cái điểm mua đẹp chính là những điểm mua hỗ trợ, còn khi mà cổ phiếu đã tăng rồi hoặc là các cổ phiếu đã chạy rồi thì nó không còn những cái điểm mua đẹp nữa. Hùng Lê sẽ không có khuyến nghị. Đối với PLX chúng ta phân tích khá là dài rồi, và cái điểm mà mục tiêu ở vùng 45 46 thì đã hoàn thành, và sau khi PLX hoàn thành ở cái vùng này thì PLX sẽ có những điểm test lại ở vùng 4 46 45 46, sẽ có những điểm test lại đây. Và những cái điểm test này không gãy kỹ thuật ở đây thì chúng ta tiếp tục có một cái target tiếp theo của PLX ở khoảng vùng giá 50. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Felix có thể sẽ có chịu những cái áp lực chỉnh giảm ngắn hạn, và những cái điểm test chúng ta sẽ xem những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 45 46. Trước đây cái vùng này là vùng kháng cự thì bây giờ nó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ rất là đẹp của Felix tại đây, và chúng ta tiếp tục quan sát các cái điểm cung cầu của Felix ở trong tuần tới. Và với những góc nhìn của ông Lê, với những quan điểm của ông Lê thì nhóm dầu khí chưa hết sóng các anh chị nhé, nhóm dầu khí chưa hết sóng. Nhóm dầu khí vẫn còn sóng và chúng ta vẫn có những cái mã cổ phiếu đẹp để đánh ở trong cái nhóm này. Pelic cũng là một cái mẫu hình mà Hùng Lê rất là yêu thích khi mà Hùng Lê phân tích. Các anh chị xem lại đây.
Không gãy vùng 39, khi không gãy vùng 39. Ok. Tiếp theo là mã cổ phiếu PVD, hai người anh em với nhau PVD và PVS. Thì bản thân PVD, Hùng Lê đang phân tích một sóng lên và mục tiêu của PVD ở khoảng vùng giá 12, 11.5 đến vùng 12. Thì tên thực tế là trong tuần là phiên cao nhất của PVD đạt được ở khoảng vùng 11.4, tức là gần đạt cái vùng mục tiêu của chúng ta phân tích ở đây vùng 11.5, và sau đó thì PVD lại đang có những cái điểm chỉnh giảm nhẹ lại. Thì đối với sóng P và đối với PVD thì Hùng Lê cũng đang kỳ vọng rằng đây chỉ là những cái điểm đánh khởi đầu. Những cái điểm đánh khởi đầu, còn những cái tạo lập của dòng P thì thường nó rất là tốt. Đây, những cái tạo lập này thì quá là kinh khủng luôn. Và đằng sau đó thì cũng đã có những cái sóng tạo lập của P ở đây rất là tốt, rất là đẹp. Vậy thì đối với P ở đây thì chúng ta sẽ PVD thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát có thể những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật lại ở khoảng vùng 10.5 và thậm chí sâu hơn ở vùng 10, bởi vì cái vùng 10 chính là cái vùng đệm để giúp cho chúng ta nhận diện một cái sóng dài của PVD có hay không. Có hay không một sóng dài thì chính là vùng 10. Vùng 10 chúng ta sẽ tiếp tục quan sát PVD và P chưa hết sóng. Đó là một lưu ý. Ở PVS ngày hôm nay hơi xấu, không biết là PVS có tin cơ bản gì không. Nhưng với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PVS như thế này là PVS đã bị bán tương đối là mạnh, dòng tiền thì bắt đầu có xu hướng chạm đường hỗ trợ. Mục tiêu của PVS trong các cái nhịp phân tích ở vùng 14, nhưng trên thực tế là không đạt được đến vùng 14 và chỉ đạt được đến đây là chỉ đạt được đến vùng 13.5. Tức là cách cái target chúng ta kỳ vọng ở khoảng 0.5 nữa, 0.5 nữa thì là cổ phiếu đã bị đổ. Với tín hiệu như thế này thì PVS khả năng sẽ tiếp tục chỉnh giảm lại ở khoảng vùng 12. Khoảng vùng 12. Vùng 12 kiểm tra lại. Vùng 12 và sẽ kiểm tra lại cung cầu ở quanh vùng 12, và đối với PVS thì có sóng dài hay không thì chúng ta cũng phải chờ chờ thêm các cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Còn trong ngắn hạn thì như vậy là PVS đã bị áp lực chỉnh chỉnh giảm ngắn hạn và bị áp lực chốt lời. Cái cây nến này là cây nến hơi xấu, ta phải xem lại xem PVS có cái thông tin cơ bản gì không. Hai người anh em nữa là Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ, nó cũng thuộc cái nhóm này. Thì đối với Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau chúng ta sẽ nói trước, đó là sau khi Đạm Cà Mau đánh vượt thoát vùng 8 thì cổ phiếu này sẽ có xu hướng test lại, nó sẽ có những cái điểm test lại cung và test lại những cái điểm test lại cung ở vùng 8. Tại vùng 8 này không gãy, chúng ta có một cái target tiếp theo ở vùng 9.5, và đối với cổ phiếu Đạm Cà Mau thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị trong team của Hùng Lê bắt ở cái vùng quanh 8 khi mà cổ phiếu này đang có những cái xu hướng đánh lên khá là tốt. Và nếu như chúng ta nhìn ở một cái góc độ trung và dài hạn thì Đạm Cà Mau đang có một cái sức sống mới trên biểu đồ nến tuần. Và cái sức sống này nó sẽ đi đến đâu thì hàng tuần Hùng Lê sẽ phân tích, và đầu tiên là phải đi được đến vùng 9.5 đã. Và khi hoàn thành vùng 9.5 thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái câu chuyện tiếp theo của Đạm Cà Mau. DPM Đạm Phú Mỹ thì cũng hoàn toàn tương tự, đây là hai người anh em thường sẽ chạy song hành với nhau. Và nếu như chúng ta nhìn tổng thể ở một cái góc độ của Đạm Phú Mỹ thì những yếu tố tạo lập của em này cũng khá là tốt. Ở ngày xưa đã có những cái điểm đánh từ vùng 10 và đâu đó chạm được đến vùng 18, và sâu hơn, xa hơn đó là vùng 24. Đó thì đấy là những cái điểm tạo lập rất là tốt. Chính vì vậy nên là Hùng Lê cũng kỳ vọng ở trong cái sóng lên này thì Đạm Phú Mỹ sẽ tiếp tục hoàn thành những cái target nó ở cao hơn, đó là khoảng vùng 18. Thì bản thân khi mà Đạm Phú Mỹ có những vùng đánh thốc lên vùng 15 thì Hùng Lê đã có khuyến nghị chúng ta đừng có vội vàng chúng ta vào, chúng ta chờ những cái điểm test trả lại cung ở khoảng vùng 14, thậm chí là có thể lên đến tận vùng 13. Vùng 13 đến vùng 14, nhưng mà trên thực tế là cổ phiếu rất là đẹp đấy các anh chị. Nó chỉ trả cung lại ở quanh vùng 13.5, như vậy rất là đẹp, rất là khỏe. Và hiện tại thì cổ phiếu này đang có xu hướng xây nền ở quanh vùng 13.5 đến vùng 14. Chính vậy nên đã khuyến nghị là chúng ta ở trong team của ông Lê đầu tư mã này. Và chúng ta sẽ chờ khi mà Đạm Phú Mỹ tiếp tục đánh vượt thoát vùng 15 thì chúng ta có thể mở điểm mua hết, bởi vì chúng ta đã có những vị thế gom ở dưới này rồi. Với mục tiêu Đạm Phú Mỹ
tiếp tục đi về khoảng vùng 10 17.5 đến vùng 18, và Hùng đánh giá rằng đây là một mã cổ phiếu đang rất ok về mặt kỹ thuật, về mặt trend sóng thì nó cũng đã đi vào những cái trend sóng rất là đẹp rồi. Ok, nhóm ngành dầu khí, à hai em nữa nhóm ngành dầu khí chúng ta phải phải nói đến, đó là POVK. PVOVK đã hình thành được một cái nhịp sóng lên, nhịp sóng một ở đây, và nó đang có một nhịp sóng hai chỉnh. Thì cái nhịp sóng hai chỉnh này Hùng Lê đang dò tìm ở vùng giá mục tiêu khoảng vùng 9.5, thì ở đây là một cái điểm chỉnh và sau đó thì tiếp tục kéo lên. Tuy nhiên cái điểm kéo này thì chưa vượt thoát được vùng 11, và chính vì vậy nên là POVK lại tiếp tục lình trình đi ngang. Tốt những cái điểm lình trình đi ngang này, vol càng thấp càng tốt, và chúng ta quan sát ở quanh vùng 10, nếu như vùng 10 không gãy tiếp tục đi ngang cho đến lúc mà phái sinh quay trở lại chen long và nhóm dầu khí tiếp tục quay trở lại cái động thái tăng giá, đúng không ạ, và có một phiên hút cầu khoảng tầm 8 đến 10 triệu cổ phiếu và đánh vượt thoát lên ở khoảng vùng 10 10.5, thì như vậy là cái xu hướng tiếp theo của POVK sẽ tiếp tục tăng giá. Với những cái tín hiệu kỹ thuật và dòng tiền hiện tại thì Hùng lên đánh giá rằng là cái việc mà trend của thằng POVK vẫn còn, tức là vẫn còn một cái nhịp sóng đánh nữa rồi mới có thể chỉnh được. Đây chỉ mới là một nhịp sóng một thôi. BSR thì hơi xấu. BSR thì hơi xấu, bởi vì sao? Bởi vì là nó chạm cũng cũng hoàn toàn tương tự POVK thôi. BSR thì đang chạm vùng 6.8, và vùng thấy rằng cái vùng 6.8 này khá là kháng cự, khá là mạnh. Ở nhịp đánh đầu tiên cũng chạm 6.8, không 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 đánh vượt thoát được, và lại phải lùi về lại. Và nhịp thứ hai đây, phiên trong tuần vừa qua cũng đánh chạm gần 6.8, lại lùi thủ lại. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì có thể BSR sẽ thủ về lại vùng 6, và về vùng này lại tiếp tục có những cái hành trình đánh lên, và khi nào cổ phiếu có những cái điểm đánh thực sự là dứt khoát và vượt thoát được những cái vùng kháng cự ở đây, vùng kháng cự 6, vùng 7 ở đây, thì khi đó chúng ta mới có thể tính toán được một cái target bên này, tức là một cái sóng lên bên này của BSR. Ok. Nhóm ngành dầu khí thì chúng ta phân tích như thế cũng gần như là đầy đủ các cái mã cổ phiếu, đúng không ạ? Tiếp theo đến nhóm ngành ngân hàng thì bản thân Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị rất là dài. Đặc biệt là trong tháng 5 chúng ta tập trung đánh P, chúng ta tập trung đánh nhóm ngành ngân hàng ở một số các cái mã cổ phiếu trụ, hoặc là một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành thủy sản, đúng không ạ? Nhóm ngành dầu, nhóm ngành khu công nghiệp. Nhóm ngành khu công nghiệp rồi nhóm ngành gì nữa các anh chị? Cao su. Đó, thì tí nữa chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đi phân tích. Và tâm điểm của thị trường vẫn là nhóm ngành ngân hàng. Và trong team của Hùng Lê thì rất nhiều những tài khoản các anh chị đang cầm full bank, chỉ có đánh bank thôi, chả đánh cái gì cả. Đó, đá HD Bank đi rồi lại chuyển sang Techcombank. Đó, Techcombank chốt xong rồi cứ luân chuyển mấy cái mã bank thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái sự luân chuyển nó như thế nào, nó logic và hợp lý. Thì ngay từ đầu bản tin Hùng Lê đã chia sẻ các anh chị rồi, đó là gì? Khi mà các anh chị về team của Hùng Lê thì Hùng Lê mới, các anh chị mới có thể cập nhật được tất cả những cái kịch bản của Hùng Lê bẻ cổ phiếu. Đó, khi hoàn thành rồi, chốt chốt xong đó thì chúng ta bắt đầu bẻ những cái kịch bản, thì như vậy là nó sẽ rất là sát. Vietcombank là một cái mã cổ phiếu rất là khỏe, và Hùng Lê phân tích từ vùng 55, từ vùng 55 phân tích một sóng lên. Đó, và sóng lên chạm vùng 72, chạm hoàn thành 72, tiếp tục phân tích sóng lên ở vùng 80. Hoàn thành 80 tiếp tục phân tích sóng lên ở vùng 90, và chúng ta sẽ chờ xem Vietcombank có đạt được vùng 90 hay không. Đó, hãy chờ. Và để đạt được đến vùng 90 thì Vietcombank sẽ thỏa mãn những cái yếu tố và những cái điều kiện như thế nào? Đó, chính là việc mà Vietcombank sẽ chỉnh giảm lại ở khoảng vùng 77.5. Quanh vùng 77.5 tích lũy thành công ở vùng này. Và những cái phiên ở đây Hùng Lê đang quan sát, Vietcombank chỉ giao dịch khoảng 500.000 cổ phiếu, 600.000 cổ phiếu, quá đẹp và quá tốt. Đây chính là những cái dấu hiệu để cho chúng ta nhận diện rằng Vietcombank tiếp tục đánh và sẽ về vùng 90. Đó, những cái phiên đánh lừng khừng này cực tốt, và thậm chí ngày hôm nay Vietcombank còn không gãy 80. Đó, mặc dù là phái sinh đánh sọt nhưng Vietcombank không gãy 80, và nó đang lấp lại gap tạo thành của ngày hôm qua. Như thế này là 10 điểm luôn, như thế này là 10 điểm luôn. Và phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba Vietcombank chỉ cần ngồi lình trình ở quanh vùng 80 81 này thôi. Và vol càng thấp càng tốt, giao dịch khoảng 200.000 300.000 cổ phiếu, ok, rất đẹp để chúng ta có được một target tiếp theo ở 90. Đó, thì team cùng lên như vậy thôi. Những cái gì Hùng Lê phân tích nhấn mạnh thì các anh chị, và đặc biệt là Hùng Lê cập nhật ở trên 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 Zoom thì các anh chị sẽ nhớ hơn vào đầu so với cái việc là chúng ta xem những cái bản tin phân tích cùng Lê, bởi vì là những cái cập nhật cùng Lê gần như nó là liên tục. Đó, ví dụ Bit
các anh chị biết này, đó, liên tục cập nhật 2 ngày đó để chúng ta có được những cái, thậm chí là trong cái phiên 2 ngày trước đúng không ạ, phái sinh có thể tạo lập và kéo bit lên vùng 40 cộng, và đây là cái con chim đầu đàn, nó nôm na như vậy, để chúng ta có thể công về mốc mốc 45. Thì đối với BID, Hùng Lê cũng đang phân tích một sóng lên đâu đó, điểm mua đầu tiên các anh chị có thể xem lại giúp Hùng Lê quanh vùng 31.2 vẫn còn nhớ, và chạm vùng 38 đến vùng 40. Hoàn thành vùng 38 rồi thì chúng ta sẽ có lên vùng 40, và vùng 40 sẽ tả cung lại vùng 38 để cổ phiếu này tiếp tục test tích lũy. Với những cái tín hiệu hiện tại của Bit, Bit là một mã cổ phiếu cũng rất là nhẹ ở trên thị trường, và Hùng Lê hoàn toàn kỳ vọng Bit ở vùng 45, thậm chí ở trong nhịp trong miếng đánh này. Ở trong miếng đánh này thì Bit hoàn toàn có thể hình thành một cái sóng lớn gần tương tự như bên này. Và đây chỉ mới là giai đoạn khởi đầu của Bit thôi, và Bit sẽ có những cái điểm chạy nước rút. Các anh chị nhìn thấy những cây nến chạy nước rút của Bit có sướng không ạ? Có nuột nà không ạ? Rất là đẹp. Và rất nhiều những anh chị bắt đầu khi Bit có những cái điểm chạy nước rút này mới nhào vào mua, và mua xong thì các anh chị nhìn thấy không ạ? Rơi một phát từ 55 và rơi xuống đến vùng 30. Mất 25k, và chúng ta có thể tính toán là 25 trên 55. Chúng ta mất 45% tài khoản. Có nhiều không các anh chị? Nhiều, nhiều lắm. Đó, cũng là mã cổ phiếu Bit. Nhưng những anh chị đồng hành cùng với Hùng Lê sẽ mua ở vùng 30, 32, 31 đây. Đó, để chúng ta đánh một sóng lên. Và những anh chị chưa biết đến Hùng Lê thì có thể đang mua ở vùng 50, 51, 52 ở đây. Để rồi chúng ta phải cắt lỗ và chúng ta phải phải nhìn trong tiếc nuối khi Bit lại quay trở lại một cái sóng tăng ở bên này. Đó, ok. Tín hiệu của Bit rất đẹp. Hùng Lê cho rằng rất đẹp, và khi chúng ta đánh một mã cổ phiếu thì chúng ta đừng có sốt ruột. Ở những cái điểm hỗ trợ của Bit tại vùng 38 là điểm bây giờ nó sẽ trở thành điểm hỗ trợ ở đây, và điểm này sẽ là điểm kết để cho giúp cho Hùng Lê có những cái phân tích định lượng về Bit ở vùng 45, thậm chí là vùng 50. Bit nhịp này đánh mã cổ phiếu đầu ngành mà không lít được dòng thì nghe nó hơi vô lý. ACB. ACB có anh nào đang hóng anh Hùng. Ok, đang làm bản tin Dũng ơi. Đối với ACB, nó những cái tạo lập cùng Lê đã có những cái phân tích từ vùng 18, sau đó ở khoảng vùng 19.5, ở biên trung bình 20.5, và tiếp tục mục tiêu từ vùng 20.5 đánh vượt vùng 24. Với những tín hiệu hiện tại của ACB, ACB có thể lình trình đi ngang ở quanh vùng 22 một tí. Từ vùng 22 này thì nó cũng nhanh thôi. Nó sẽ có những cái tạo lập, và mục tiêu của ACB ở vùng 24 không có gì thay đổi. Sau khi mà ACB có những cái điểm test cung, đây các anh chị có nhìn thấy cái vòng tròn này không ạ? Vùng 21.3, vùng 22 đến vùng 21.3, và biên dưới ở vùng 21.3. Cái vòng cung này rất là quan trọng các anh chị nhé. Các anh chị đừng có nhìn nó một cái nó vô hình thế thôi. Đó, đây này, cái bản tin tuần trước là ở đây này. Và cái vòng cung này là Hùng đã vẽ này. Và cái vòng cung này vẽ để làm gì ạ? Để nó nâng đỡ cái giá. Đó, cái vòng cung này giống như cái vòng kim cô của gọi là Tôn Ngộ Không ấy, nó có phép đấy. Đó. Để nó nâng đỡ cái giá để chúng ta quan sát và chúng ta nhìn thấy những cái giá nó bám hình vòng cung này và đi lên thì đấy là một tín hiệu tốt của cổ phiếu. Ok. Bit rồi, ACB, MBB, MBB cũng đang rất là đẹp. Nói chung banh đẹp lắm. Các anh chị mà theo Hùng Lê đánh banh từ sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 và đến tận bây giờ thì nó quá là tưng bừng. Đánh P nữa cũng quá là tưng bừng. Thì như thế nào ạ? Đây các anh chị nhá, Hùng Lê có hai cái điểm xanh đỏ đây này. Điểm xanh này là bắt đầu vào tháng 5 này, tức là vào cái đoạn kỳ nghỉ lễ, các anh chị có nhớ đúng không ạ? Và chính vì kỳ nghỉ lễ nên Hùng Lê phân tích banh đang tích lũy đẹp này. MBB lúc đó là giá đâu đó có bao nhiêu? Các anh chị xem lại nhé. Đây này, giá có 15.8, 16. Đó, ví dụ như vậy. Thì Hùng đánh dấu cái điểm xanh này chính là bắt đầu vào tháng 5 đi, kỳ nghỉ lễ, sau kỳ nghỉ lễ. Và từ đây thì đấy, và Hùng Lê bắt đầu phân tích một sóng lên của MBB đánh vượt thoát vùng 17. Vùng 17 thoát rồi các anh chị ạ, thoát rồi. Và những cái điểm này đang là những cái điểm cân lại, test cung lại. Và chúng ta chờ MBB ở vùng 19. Tín hiệu hiện tại của MBB khá là ổn.
các cái điểm ở vùng 17 sẽ là những cái nền tảng hỗ trợ để giúp cho MBB có một cái trend đi tiếp theo. Công thương thì quá khỏe rồi, cổ phiếu mạnh của team. Mã cổ phiếu, tại sao lại mã cổ phiếu mạnh của team thì các anh chị cũng có thể xem lại, nếu mọi người đang Hùng Lê có 4 team hỗ trợ các anh chị. Khi các anh chị về đến team của Hùng Lê, mọi người đang đây cũng là một team hỗ trợ, team thảo luận cơ sở. Công thương tại sao lại là một mã cổ phiếu mạnh của team Hùng Lê thì cũng hoàn toàn tương tự. Bắt đầu vào tháng 5 đúng không ạ, Hùng Lê đã bắt đầu nhận diện thấy những cái điểm đánh của công thương. Đó, những cái điểm đánh của công thương. Đây, những cái điểm anh chị nhìn thấy mũi tên vàng này này, nó nằm ở bản tin nào đó nhưng bây giờ nó vẫn còn chưa mất đâu. Ở vùng 18.5 đến vùng 19, đây là cái vùng Hùng Lê bắt đầu nhận diện thấy một cái sóng lên của công thương và đã khuyến nghị anh chị em chúng ta mua. Mục tiêu đầu tiên của công thương chạm vùng 22 thì đã hoàn thành rồi các anh chị, chạm 22 xong. Thì trong bản tin tuần vừa rồi, đây cái vòng cung này các anh chị này, cái vòng cung này nó không phải là vẽ như thế nào thì vẽ đâu, có ý đồ hết đấy, đúng không? Cái điểm thấp nhất của vòng cung chính là cái vùng hỗ trợ của công thương, nếu không gãy vùng 20.5 lực cầu tiếp tục quay trở lại, và đây là những phiên cầu tiếp tục quay trở lại đối với công thương. Để giúp cổ phiếu này lại đánh vượt thoát vùng 22 lần 2, thoát vùng này rồi chúng ta có mục tiêu của công thương ở vùng 24, thậm chí ở vùng 26. Và đây Hùng sẽ mở cái room không chat, room kia là room thảo luận. Đây CTG đó. Các anh chị nhìn thấy này, cái mật độ CTG của Hùng Lê phân tích đó liên tục. Đó, từ 14 ngày trước này, 17 ngày trước, 18 ngày trước. Đó, 18 ngày trước đã bắt đầu giữ, hôm nay công thương giữ được mốc 20. Đó, đã bắt đầu phân tích công thương và liên tục như vậy. Và trong một ngày, đó Hùng Lê đấy, đây này, rất đẹp này. Đường đi công thương, vấn đề còn lại là đánh dốc dòng tiền, và nhịp này công thương có thể chạm mốc 26 cộng sau khi mà hoàn thành mốc 24 cộng. Đó. Thì chính vì vậy nên là các anh chị chúng ta sẽ có những cái điểm mà khi Hùng phân tích tuần thì nó bị chậm hơn một tí, bởi vì là chúng ta không được theo dõi các cái phân tích cập nhật của Hùng Lê. Và với những yếu tố hiện tại công thương thì công thương trong phiên ngày hôm nay hơi tiếc một tí, nhưng không sao cả, đây là một cái cây nến kéo gáp thì nó sẽ lấp lại thôi. Và mục tiêu đầu tiên, không phải đầu tiên, xin lỗi cả nhà, mục tiêu thứ hai, đúng không, mục tiêu thứ nhất là 22, mục tiêu thứ hai là 24 và mục tiêu thứ ba là 26, thì mục tiêu tiếp theo ở vùng 24 cơ bản sẽ đạt được ở trong tuần tới công thương. Techcombank cũng đẹp đấy, tài khoản, rất nhiều tài khoản của Hùng Lê đang nắm giữ mã cổ phiếu Techcombank. Thì đối với Techcombank, chúng ta đã có một cái điểm đây, bắt đầu vào tháng 5 ở vùng 16.5, rất đẹp. Sau đó thì Hùng Lê phân tích một điểm là đánh break vùng 18, thì target tiếp theo của Vietcombank nó ở vùng 20. Vượt thoát vùng 20, chúng ta tiếp tục có mục tiêu ở vùng 22. Và đây này, đây bây giờ mới là cái điểm mà rất nhiều nhà đầu tư sẽ khả năng là sẽ bắt đầu đua lệnh ở vùng 24. Thì Hùng Lê đã tiếp tục gọi là bẻ cái kịch bản của Techcombank trong cái buổi ngày hôm nay. Đó là gì ạ? Hiện tại thì đã hoàn thành các cái vùng 20-22, chạm 22 thì sẽ trả cung về vùng 21. Sau đó sẽ xuất hiện dòng tiền tạo lập sẽ đánh vượt thoát vùng nền 22. Khi đó chúng ta có tiếp vùng giá mục tiêu là 23.5 đến vùng 24, và đây cũng là target cuối cùng. Chúng ta tất toán danh mục Techcombank, và khi có sóng mới thì Hùng Lê sẽ tiếp tục cập nhật. Đó, những phân tích của Hùng Lê rất cặn kẽ và chi tiết. Nghĩa là gì? Tức là đến vùng 23.5 đến vùng 24 thì kể cả là nó có tăng tiếp, chúng ta vẫn gì ạ? Chúng ta vẫn bán. Chúng ta dành cái khúc sau này cho người khác anh chị này. Đúng không ạ? Chúng ta ăn khúc dưới đẹp chưa? Các anh, chúng ta ăn cái khúc giữa từ vùng đây vào tháng 5, chúng ta ăn khúc giữa từ vùng 17 đi, Hùng Lê cho là 17 đi, thậm chí 17.5 chúng ta ăn lên đến khoảng tầm vùng 23.5 theo các cái bản tin phân tích hàng ngày, hàng tuần của Hùng Lê, thì cái khúc sau chúng ta dành cho người khác được rồi các anh chị, được rồi, đó, chúng ta hãy làm như vậy để chúng ta sẽ bảo toàn được lợi nhuận của chúng ta và
cái điểm 23.5 đến điểm 24 đấy là điểm cuối cùng của cái nhịp của Hùng Lê phân tích sóng lên. Và nếu có lên tiếp thì Hùng Lê cũng không phân tích nữa, bởi vì với Hùng Lê thế là đủ rồi. Thì với cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại, đây là cái phiên ngày hôm qua là Techcombank kéo lên trong cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh, thì cổ phiếu này sẽ có xu hướng ở đây là gì, trả lại cung ở vùng 21, và chúng ta sẽ quan sát phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba tuần tới. Về cơ bản là tín hiệu của Tech thì cũng đã đẹp rồi, và chúng ta thì chờ để cho cái vùng đệm 21 này nó lấp lại gáp thêm 1-2 phiên nữa, thì chúng ta sẽ có target cuối cùng vùng 23.5, vùng 24, chốt tất toán Techcombank, hết HDBank. Đối với HDBank đó, rất nhiều những anh chị em của chúng ta là cắt đúng đáy, và thậm chí là lúc cái đoạn bắt đầu vào tháng 5, đúng không ạ, sell in May, tức là mọi người cứ bảo rằng là tháng 5 là chết đấy, đừng có mua. Nhưng Hùng Lê bảo không chết đâu, yên tâm, đánh banh như đánh P đi, được chưa ạ. Đây, bắt đầu vào tháng 5, khi đó HDBank đang có ở vùng 20.5 là biên trên, đúng không ạ. Và sau đó thì sao, sau đó thì Hùng Lê phân tích đây này, có một cái nến ngồi đến đây, mục tiêu đầu tiên từ 20.5 đánh chạm vùng 24, hoàn thành vùng 24 các anh chị ạ, hoàn thành rồi. Và một số các anh chị là đã đá HDBank ở vùng 24 rồi. Đó, sau khi đá ở vùng 24 rồi thì chúng ta lại như thế nào ạ? Chúng ta lại phải xem lại. Đó, xem lại thì những cái điểm xem lại của Hùng Lê ở đây. Ok, chúng ta sẽ xem lại là HDBank đây các anh chị này, có thể sẽ trả cung về đây đây này. Những cái máng như cái máng lợn này là hay đấy các anh chị nhá, không phải là Hùng vẽ cho nó vui đâu. 23.5. Đó thì HDBank sẽ trả cung về khoảng vùng 23.5, lấp lại cái gap này Hùng không tính, và vùng 23.5 không gãy. Ở các tài khoản mà đã đá HDBank ở vùng 24 hoặc 24 cộng, chúng ta hoàn toàn có thể gom lại để chúng ta chào đón target của HDBank ở đâu đó. Hùng kỳ vọng nhịp này sẽ đánh tiếp khoảng vùng 27. Mạnh hơn sẽ là vùng 28, bởi vì là HDBank cũng có những cái điểm chạy nước rút rất là đẹp. Và đây chính là thời điểm để HDBank chạy nước rút, và đây cũng là thời điểm để Hùng Lê bắt đầu cảm nhận rằng sóng ngân hàng sẽ dần đóng lại, dần kết thúc, và chúng ta sẽ mở ra một sóng gì đó, thì Hùng Lê sẽ tiếp tục phân tích. Đó. Chúng ta là những chiến binh trên từng con sóng, vì vậy chúng ta phải tìm thấy sóng để chúng ta đánh. Nếu mà chúng ta không tìm thấy sóng thì chúng ta không thể đánh được, và chúng ta không thể gọi là chiến binh, đúng không ạ? Chúng ta luôn ngồi trên những con sóng và rất chủ động. Đấy, các anh chị thấy không? Qua thời gian có cái đúng, có cái sai, đúng không ạ? Hùng Lê phân tích 10 mã cổ phiếu. Ok, 5 mã cổ phiếu chắc chắn sẽ đi đúng xu hướng. Hai thằng nó sẽ đi lình xình, tức là nó không tăng không giảm, nó đi ngang. Ba thằng còn lại thì Hùng Lê cho xấu nhất là các anh chị mua xong 3 cái sàn. Ok, vẫn thắng nếu mà chúng ta tuân thủ, nhưng mà ít khi mà Hùng Lê phân tích xong khuyến nghị mua mà ăn 3 cái sàn lắm. Chắc là chưa có. Nếu mà anh chị nào mà có rồi thì có thể comment ở dưới bản tin tuần đó. Dưới bản tin tuần thì Hùng xem lại lịch sử. Không sao cả, chúng ta có đúng có sai. Quan điểm của Hùng Lê như vậy. Một con số ở trong tương lai thì nó khó lắm các anh chị, không phải. Còn nếu mà nó đúng xịt thì Hùng Lê còn ngồi đây để nói chuyện với các anh chị làm gì, bởi vì các anh chị biết là nó về đến đó thì thôi, cần gì Hùng Lê nữa, đúng không? Cần gì phân tích nữa, chúng ta cứ về đây chúng ta bán. VPBank cũng là một cái mã cổ phiếu mà bắt đầu vào đầu tháng 5, Hùng Lê đã có những điểm định lượng ở vùng 20, sau đó tiếp tục ở vùng 22.5 hoàn thành, sau đó tiếp tục ở vùng 24. Khi hoàn thành ở vùng 24 rồi thì Hùng lại tiếp tục, đây có cái vùng bo cung rất đẹp ở đây, Hùng bỏ cái này đi nhá. Ở cái vùng bo cung rất đẹp ở đây để chúng ta làm gì ạ? Để chúng ta nhận diện cái đường đi tiếp theo của VPBank. Bản thân VPBank khi vùng 24 này thì bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ, và chúng ta sẽ quan sát tiếp phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba. Khả năng Hùng Lê theo như những quan điểm Hùng Lê thì VPBank sẽ lình chỉnh ở quanh vùng 24 thêm 1-2 phiên, sau đó sẽ tiếp tục lấp nốt cái gap to tổ bố ở đây vùng 26, đúng không? Trong cái phiên hình như là kéo phái sinh hay sao đó. Những cái tín hiệu ngắn hạn thì có thể HDBank sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm ở đây, thì đây chính là những cái tín hiệu kỹ thuật đó, dòng tiền suy yếu là do những cái cây nến mà nó làm này, là cây nến gọi là cây nến nhiễu, đúng không ạ? Cây nến nhiễu trong phân tích kỹ thuật, và chúng ta cần phải loại bỏ nó ra, và chúng ta cần phải xem những cái bước giá của VPBank để chúng ta có thêm những cái định lượng mục tiêu tiếp theo vùng 26.5, vùng 27.
không có gì thay đổi đối với VBank. Chúng ta trong nhóm banh thì chúng ta tiếp tục phân tích một số các cái mã cổ phiếu nữa. Đó là mã cổ phiếu STB. STB. Thì đối với STB, sau một sóng xuống thì Hùng Lê phân tích một sóng lên. Đó, và lên đến đâu thì chúng ta sẽ cần chờ. Và đây, những cái điểm về kỹ thuật, những cái tuần trước thì Hùng không nói, nhưng mà Hùng sẽ bắt đầu nói từ tuần này. Từ bản tin video số 104 thì Hùng Lê có đánh giá rằng là với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì STB có thể chỉnh giảm lại về quanh vùng 9.5, 9.4, 9.5 ở đây, và tích lũy lại thành công ở vùng này thì STB sẽ tiếp tục đánh vượt thoát cái vùng 10. Khi vượt thoát vùng 10 rồi thì chúng ta sẽ có vùng giá mục tiêu của STB ở vùng 11. Dòng tiền hiện tại đang khá là tốt, và đây là những cái phiên trả cung của STB thì chúng ta sẽ canh quan sát, khả năng là nó chỉ lình chình ở quanh 10 này thôi, và lực cầu sẽ tiếp tục kéo trở lại. Đối với STB thì với STB thì nó cũng không thực sự là mạnh, bởi vì những cái nhịp đánh này của STB nó khá là ngắn, các chị nhìn thấy nó khá là ngắn, thì ở đây nó cũng đi những cái nhịp là khá là ngắn thì khả năng là nó cũng chỉ chạm về đến 11 là nó cũng hết. Anh chị nào đang có hàng chúng ta canh chốt, chúng ta không không khuyến nghị mua những cái mã cổ phiếu đấy. Liên Việt Postbank LBP. Thì ông em này thì chúng ta đã có một cái phân tích ở bên này, và vùng giá mục tiêu là ở vùng 8.5, 7.8, và chỉnh giảm kỹ thuật ở đây không gãy vùng 7.2 thì chúng ta có thể mua lại hàng, để với một mục tiêu là đánh lại vùng 8.5. LPB thì hiện tại nó cũng không thực sự là đẹp lắm, nói chung là cũng đánh lướt lát T cộng được thôi chứ nó không thực sự là đẹp. Cổ phiếu VIP này mới đẹp này, VIP Hùng rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì những cái nhịp đánh của VIP về tạo lập ở đây có những nhịp đánh khá là thoát, rất là thoát. Đó, để chúng ta có thể hiện thực hóa lợi nhuận đâu đó được khoảng tầm độ 10 đến 15% nó cũng là khá là đẹp rồi. Và cái điểm phân tích của VIP của ông Lê đó là vùng 14. Các anh chị xem lại, vùng 14 chính là vùng mà ông Lê khuyến nghị mua. Vùng 14 và một vùng giá mục tiêu của VIP đó là khoảng vùng 16.5 đến vùng 17. Vùng 17. Và hiện tại thì VIP đang thoát được vùng 15 và đang có những cái cây nến khá là đẹp như này, thì mục tiêu này nó không có gì thay đổi cả. VIP sẽ chạm khoảng vùng 16.5 đến vùng 17, và chạm vùng này thì sẽ có những cái nhịp chỉnh kỹ thuật. Và sẽ xem những nhịp chỉnh kỹ thuật này để chúng ta có thể định lượng tiếp một sóng tăng tiếp theo hay không, thì chúng sẽ tiếp tục có những phân tích. Rồi, SHB. Nói đến SHB thì Hùng Lê đã có những cái phân tích và khuyến nghị cho các anh chị trong team của Hùng Lê trong buổi ngày hôm qua. Không biết là SHB ở trên team N101. Tại vì sao Hùng sẽ phải tìm lại? Bởi vì Hùng muốn nói đến cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu để giúp cho các anh chị của chúng ta, nếu như lần sau mà chúng ta gặp những cái trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn chúng ta có chúng ta có hoàn toàn chúng ta có thể chủ động được. Trong ngày hôm qua này, SHB nó khá là nhiều. Đấy, game ăn sàn này, mini game hôm qua thì cũng có gọi là mini game. Tức là khi đó các anh chị nhìn thấy không? Khi đó là Hùng đã có trước đấy một ngày thì Hùng đã có cái phân tích về việc là cái đường đi về 10 của thằng SHB đó. Và sau đó thì Hùng Lê tiếp tục bắt đầu có những cái phân tích về game ăn sàn đây. Ăn sàn, anh chị nào làm tí mini game đây đây, bắt đầu quan sát này đó. Và các anh chị trong team cùng lên, ai là người xúc lệnh 100k đến 52k, lệnh ăn sàn bắt đầu có biến đó. Đây, sau khi bùng lên phân tích đây thì bắt đầu lên tiếp tục quan sát SHB này, lệnh ăn sàn bắt đầu có biến này, tiếp tục này, ai là người đã mua những cái lệnh này có, và các bạn có quan sát lệnh 500k này. Anh chị nào làm tí mini game thì làm, lưu ý là đủ để uống trà đá và cà phê, bởi vì bắt đáy là rủi ro và nguy hiểm.
Nhưng mini game này thì đánh T cộng 3. Và rồi sau đó thì trong phiên ngày hôm qua, những anh chị đã bắt giá sàn ở 11.7, để đến hôm nay chúng ta có được một cây trần thứ nhất sau hàng T1 đó. Vậy thì tại sao mà Hùng Lê lại bắt đầu là trong phiên ngày hôm qua, tức là lúc đó Hùng Lê quan sát thấy chất lệnh trần, lệnh sàn của SHB là 16 triệu cổ phiếu, và bắt đầu chúng ta nhận diện thấy những cái tín hiệu bắt đầu có những lệnh khớp ăn sàn và những cái lệnh rất là to, 500.000 một lệnh khớp đó, và ăn liên tục và ăn nhưng mà cái lệnh ăn đó nó lại ăn hết trọn vẹn 16 triệu giá sàn, và sau đó cân lên vùng 12.3 đó, 12 gì đó, như vậy rất là ok. Và phiên ngày hôm nay là T1 đó, thì đây chính là những cái tín hiệu để giúp cho chúng ta có được những cái định lượng tốt nhất trong cái quá trình chúng ta giao dịch. Còn bây giờ cuối tuần thì Hùng Lê mới nói thì nó đã bị chậm T1 rồi, đúng không ạ, chậm giá rồi, mất từ vùng 11.7 sàn hôm qua, hôm nay đóng cửa 13.2, như vậy chúng ta mất khoảng tầm 12% chậm T1. Và hôm nay thì cũng có nhiều tài khoản bắt đầu mới mua, đúng không ạ, nhưng mà chúng ta mua hôm nay thì đến lúc là cái tài khoản anh chị chúng ta mua từ hôm qua rồi, thì đến lúc là họ bán được rồi thì mình đang là T2, đúng không ạ, ví dụ như vậy. Nó có những cái rủi ro nhất định về hàng T3, thì em này chắc là T3 về lại xả thôi đó, thì chúng ta nhanh nhanh nhẹn để chúng ta có thể có được những cái vị thế tốt nhất. Ok, mình sẽ điểm nhanh qua mã cổ phiếu chứng khoán, bởi vì mã cổ phiếu chứng khoán nó cũng rất là quan trọng. HCM, bản thân hiện tại thì Hùng đánh giá rằng HCM đang đi vào những cái sóng dài, và với team của Hùng Lê thì Hùng Lê đã có những khuyến nghị, có những cái điểm mua lại sau khi mà HCM hoàn thành cái vùng target 18 ở đây. Và đối với quan điểm của Hùng Lê, HCM có thể test tích lũy 1 đến 2 phiên ở đây trước khi mà về vùng giá mục tiêu 22, hoàn thành mục tiêu 22 có thể chỉnh kỹ thuật, và khi đó thì Hùng sẽ tiếp tục phân tích tiếp theo. SNI cũng là một mã cổ phiếu mà với góc nhìn của Hùng Lê đó, những cái vòng cung rất là đẹp ở đây để Hùng Lê tiếp tục có những phân tích định lượng. SSI sẽ có những phiên đánh, bây giờ cái điều đầu tiên đó là Hùng Lê cần đánh vượt thoát cái vùng đây, hôm nay hai phiên rồi, tuần nay rồi không đánh vượt được cái vùng này, tức là vùng 14.5, cần SSI đánh vượt thoát vùng 14.5 với volume đạt khoảng tầm 10 triệu cổ phiếu. Như vậy là target tiếp theo của SSI sẽ vùng 16, thậm chí là SSI đi vào một sóng lớn. Đi vào một sóng lớn thì có thể là vùng 2x, và thậm chí ở trên này thì chúng ta sẽ phân tích, nhưng đầu tiên nó phải vượt thoát được vùng 14.5, đi về vùng 16, sau đó đánh lên vùng 18, đánh vượt thoát vùng 18, khi đó chúng ta sẽ tính toán tiếp một sóng lớn của SSI. Một mã cổ phiếu rất yêu thích của ông Lê, SHS, ở trong những cái ý đồ tạo lập về một sóng dài, thì hiện tại là chúng ta chưa có sóng dài thì chúng ta đang đánh những cái nhịp sóng ngắn, thì các anh chị cứ theo những cái tín hiệu kỹ thuật của ông Lê, chạm kháng cự chúng ta mua, chạm hỗ trợ chúng ta mua, và chạm kháng cự thì chúng ta bán. Và trong nhịp ở đây là chạm vùng 9.5, Hùng đã khuyến nghị bán, sau đó thì chúng ta dò tìm lại vùng 8 đến vùng 8.5. Ở vùng này chúng ta quan sát và chúng ta có thể canh mua lại, và lại về vùng 9.5 chúng ta lại bán, tức là tạm thời chúng ta sẽ đánh những cái sóng ngắn ở đây đã, trước khi mà xuất hiện những cái sóng dài. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành thép, ba mã cổ phiếu cơ bản nhất đó là Hòa Phát, HPG thì gần như là đã hoàn thành. Hùng Lê chỉ kỳ vọng đến vùng 24 và bây giờ đánh chạm vùng 27, tức là vượt xa mọi kỳ vọng. Và với những cái điểm đánh này thì có thể Hòa Phát sẽ đánh chạm vùng 28 trước khi có những nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây. Tuy nhiên khúc này thì Hùng không ăn được, đúng không ạ, không sao cả, chúng ta hoàn toàn vui vẻ bởi vì chúng ta đã ăn được mấy khúc đâu đó khoảng từ vùng 19 đến khoảng vùng 24, và chúng ta dành cái khúc sau này cho những anh chị đến sau không thuộc team của chúng ta, ví dụ như vậy. Ok, HSG cũng như vậy, HSG là sau khi mà Hoa Sen hoàn thành cái mục tiêu ở đây là khoảng vùng đây ở khoảng vùng 8.5 đó, hoàn thành mục tiêu ở khoảng vùng 8.5 thì chúng ta cũng đã kết thúc cái nhịp đánh của HSG, và sau đó thì HSG đánh chạm mệnh 10 thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đó là cái khúc sau này thì thôi, chúng ta dành cho các anh chị khác, và chúng ta đã có một cái phân tích một cái sóng lên của Hoa Sen ở đâu đó vùng 5-6 gì đấy, các anh chị có thể xem lại. NKG thì đang còn một cái target cuối cùng mà nó chưa hoàn thành, thì Hùng Lê đang có phân tích và kỳ vọng đó là gì, đó là Nam Kim không bị gãy vùng 7, tức là vùng 7 là vùng mục tiêu thì bây giờ nó sẽ trở thành vùng hỗ trợ. Không gãy vùng 7 thì chúng ta đang có một cái target tiếp theo của Nam Kim ở đâu đó vùng 8 đến vùng 8.5, và duy nhất chỉ có Nam Kim là chưa hoàn thành cái vùng giá mục tiêu trong bộ ba
các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành thép. Nhóm ngành xây dựng hôm nay thì bị chốt khá là mạnh, ví dụ như HDC bị chốt mạnh, Đạt Phương bị chốt mạnh, Cố Tích Công cũng bị chốt mạnh, VCS cũng bị chốt mạnh. Bản tin của chúng ta là 1 giờ 15 phút rồi. Ta sẽ xây dựng, chúng ta sẽ view lại mỗi Cố Tích Công với VCS các anh chị nhé, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Đối với VCS hôm nay thì nó hơi bị xấu một tí, tuy nhiên là nó chưa phải là xấu hẳn khi mà VCS vẫn đóng cửa ở trên vùng 65. Và những cái điểm chỉnh kỹ thuật này thì VCS đây, những cái điểm bo cung này thì VCS có thể hoàn toàn có thể test lại cung ở lần ở vùng 63.5 đến vùng 64. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VCS thì Hùng Lê vẫn kỳ vọng là VCS sẽ tiếp tục có một sóng lên ở đây, và mục tiêu thì chưa có gì thay đổi, đó là vùng 75 đến vùng 80, khi mà VCS không bị gãy vùng 63.5 đến vùng 64. Đây là vùng tích lũy của VCS. Cố Tích Công CTD. CTD cũng tương tự như vậy, đó là CTD thì đang hình thành một cái sóng lên ở đây, và cái vùng kháng cự của CTD ở khoảng vùng 70 thì hiện tại là đã có 2 lần, 3 lần, 4 lần ở đây nhô lên nhưng mà lại không đạt được. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Cố Tích Công thì Cố Tích Công đang tích lũy ở trong cái biên, và chúng ta sẽ đưa cái biên này lên đây, cái biên này ở khoảng vùng 66.5. Sẽ có thể có những cái điểm test cung trả lại vùng 66.5, và vùng này không gãy thì chúng ta vẫn tiếp tục giữ nguyên mục tiêu của Cố Tích Công, đó là nhịp này sẽ đánh chạm khoảng vùng 75 đến vùng 80. Vượt thoát được vùng 75-80 thì chúng ta sẽ có được những cái target tiếp theo của Cố Tích Công. PTB là một cái mã cổ phiếu nó cũng khá là hay, và hiện tại thì PTB đang có vùng tích lũy đi ngang 45-46, kháng cự 50 thì hiện tại chưa vượt thoát được, và những cái điểm cạn vôn và đi ngang như này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Và với những cái tín hiệu hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng những cái tạo lập của PTB nó cũng khá là đẹp, khá là tốt, và đây là những cái vùng mà chúng ta có thể quan sát, có thể mua các cái điểm mua test thử, và sau đó thì có những cái phiên vượt thoát vùng 45 thì chúng ta có thể mua thêm đối với mã cổ phiếu PTB. Còn bây giờ đang là xu hướng tích lũy đi ngang. FRT thì đã khuyến nghị chiến đấu rồi, hôm nay đã là hàng T2 và ngày thứ hai thì FRT sẽ về đến tài khoản. FRT chúng ta có một khúc đánh ở đây, một số các tài khoản của anh chị em trong team Hùng Lê cũng đã chốt tương bừng ở khúc này, và cái khúc lằn ngoằn này thì dành cho các anh chị đến sau, và sau đó thì Hùng Lê tiếp tục phân tích khúc thứ hai. Mục tiêu của FRT thì không có gì thay đổi, nhịp này sẽ đánh về vùng 3x thôi. FRT, các tài khoản mà đã mua rồi thì chúng ta canh để chúng ta chốt lời. TLG hôm nay đã bị rơi ra khỏi cái biên quỹ đạo vàng với vùng hỗ trợ cuối cùng của TLG ở khoảng vùng giá 32. Tín hiệu hiện tại nó là hơi xấu nhỉ, cũng chưa thực sự là xấu lắm. Chúng ta sẽ chờ quan sát phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới, có thể TLG sẽ lấp lại ở cái vùng này thì nó lại ok, và đây trong đang là những cái giai đoạn đánh rũ hàng để tạo lập, có thể kéo ở một cái điểm kéo tiếp theo, bởi vì cái tạo lập của TLG theo như lịch sử ở đây thì nó cũng khá là tốt. Khi cổ phiếu kéo chạy lên thì nó cũng rất là khỏe luôn, rất là khỏe. PAC hôm nay sàn bắc sàn thì PAC đây là một cái nhịp đánh dẫn lên, thì sau cái nhịp đánh dẫn này thì PAC hoàn toàn có thể là sẽ có những cái điểm rũ ở đây, thì Hùng đang nhìn thấy khả năng đây đang là những cái điểm rũ kỹ thuật. Vùng kỹ thuật của nó ở vùng 22 đến vùng 22.3. Trường hợp nếu như PAC bị gãy cái nền 21 thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ cắt lỗ, bởi vì đây đang là những cái điểm mua gom của PAC ở khoảng vùng 20 đến 30%. Những cái điểm mua gom này nó rất là quan trọng để cho chúng ta chủ động trong các cái điểm mà xử lý tình huống tiếp theo. Còn trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ xem nếu phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba PAC lấp lại cái vùng gap của cái này thì ok, chúng ta không có việc gì chúng ta phải xử lý cả. Còn nếu như mà không lấp được cái vùng gap và tiếp tục giảm thì cổ phiếu sẽ có xu hướng là test lại cung lần hai, cung cầu lần hai ở vùng 16 đến vùng 18. Test lại cung cầu vùng 2, vùng 16 đến vùng 18. Như vậy thì ngắn hạn thì chúng ta có thể thoát và chúng ta sẽ sửa sai bằng điểm mua sau. Đó,
có những điểm chúng ta mua đúng, có những điểm chúng ta mua sai. Và PAC nếu như chúng ta mua cái vùng mà Hùng phân tích ở đây, vùng tạo lập ở vùng 22 đến vùng 23 đó, thì hiện tại là đang ở 21.25, như vậy là chúng ta đang bị lỗ một tí trong cái phiên ngày hôm nay. Và phiên ngày hôm nay là một phiên khá là bất thường khi mà PAC bị bán sàn. Ok, như vậy là chúng ta sẽ phân tích thêm nhóm ngành cao su điểm nhanh các anh chị nhé. DRC nó cũng không còn nhiều thời gian. DRC tín hiệu kỹ thuật hiện tại của DRC, mục tiêu vùng 22, và DRC đang đi ngang ở quanh vùng 19 và tiếp tục đi ngang, bởi vì tín hiệu hiện tại kỹ thuật của nó cũng chưa có gì đột biến. PHR PHR những yếu tố tạo lập ở đây chúng ta phân tích từ tháng 5 đến bây giờ là vẫn đang đi ngang, hỗ trợ ở vùng khoảng 43.5 và kháng cự ở vùng 49.48, vẫn chưa thể vượt được. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì PHR vẫn tiếp tục đi ngang ở quanh vùng giá 45. GVR thì như thế nào ạ? GVR đã chạm cái vùng mà chúng ta phân tích ở đây khoảng vùng 13. Sau đó thì khi chạm vùng 13 này thì sẽ có những cái điểm dò tìm mục tiêu ở vùng gãy ở khoảng vùng 12, quanh vùng 12. Sau đó thì lại tiếp tục đánh lên vùng 13 và không vượt thoát được vùng 13 thì lại quay lại vùng 12. Nó sẽ lình trình thêm một vài phiên ở đây nữa để trước khi mà phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Về tín hiệu kỹ thuật thì GVR hoàn toàn trong nhịp này chúng ta sẽ phải kỳ vọng, đúng không? Kỳ vọng, và về cơ bản là những tín hiệu kỹ thuật sẽ đánh chạm được khoảng vùng 10-15 đến vùng 15 đến vùng 15.5. Đấy là cái target cuối cùng mà ông Lê đang đặt ra đối với GVR, sau khi mà GVR chúng ta đã có những cái điểm phân tích kỹ thuật ở những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây, không gãy vùng 9.5. Không biết từ bản tin bao nhiêu thì Hùng Lê cũng không nhớ, nhưng mà các anh chị xem lại từ vùng 9.5 ở đây chính là cái vùng mà Hùng Lê định lượng phân tích khúc thứ hai. Từ vùng 9.5 thì phân tích mục tiêu lên vùng 13 và đã hoàn thành 13 rồi. Ship có gì không nhỉ? Ship thì cơ bản là nhịp này sẽ đánh chạm vùng 90. CSM đối với CSM tính tạo lập thì hôm nay đã có dò tìm cái vùng ở đâu đây, ở vùng 15.5 đến vùng 16, các anh chị lưu ý. Bản thân thì cổ phiếu này cũng đang kỳ vọng một cái điểm sóng khá là dài. Những cái yếu tố tạo lập trong lịch sử thì CMS đánh rất là ok, và đây cũng là cái thời điểm mà chúng ta có thể nhìn nhận rằng CMS đang có một cái sóng đánh, và cái sóng đánh này thì sẽ có những cái điểm đánh rất là dài. Điểm đánh rất là dài đầu tiên thì nó sẽ công lại ở đâu đó khoảng vùng 17.5. Vượt thoát được cái vùng kháng cự 17.5 rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái target tiếp theo của CMS. CSM xin lỗi các nhà. Con DPR này thì nó chỉ cái trend sóng nó khá là đẹp thôi, còn thanh khoản nó kém lắm. Bất động sản khu công nghiệp chúng ta sẽ view nhanh lại SZL. Còn IDV thì mua để nắm giữ lâu dài được SZL. Đối với SZL thì mục tiêu cũng không có gì thay đổi. Hiện tại là sau khi mà công lên vùng 40 thì cổ phiếu này đã không giữ được nhịp, thì đang có những cái điểm test lại ở khoảng vùng 37.5. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cổ phiếu này cũng sẽ chưa chạy tiếp được, khả năng sẽ lình trình ở quanh vùng 37.5 trước khi mà thị trường chung đi vào bước vào những cái ổn định. Những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn dòng tiền đi ngang thì cổ phiếu sẽ chưa tăng được. Tiếp vùng giá mục tiêu sau những cái điểm mà ông Lê phân tích ở đây, vùng 14.8 đến vùng 15, mục tiêu ở vùng 20 thì đây là gần chạm vùng 20 thì tiếp đã có những cái phiên chỉnh giảm lại. Và những cái điểm chỉnh giảm này thì tip đang rất là ok ở khoảng vùng 18. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì tip nó cũng hoàn toàn tương tự như là SZL, sẽ có những cái điểm tích lũy đi ngang ở quanh vùng 18 và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Xét về những yếu tố tạo lập của tip thì Hùng Lê hoàn toàn kỳ vọng đây là một sóng lớn của tip, và trên một cái sóng lớn đó thì nó sẽ phải đi, nó sẽ phải nghỉ. ITA thì như thế nào nhỉ? ITA đã hoàn thành cái vùng mục tiêu chưa?
ITA hoàn thành vùng mục tiêu ở 2.8 anh chị, 2.8 sau đó thì có thể là đánh về chạm về vùng 3. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại ở đây thì sau một cái nhịp đánh lên ở đây thì ITA lại có những cái phiên lình xình đi ngang. Ở vùng 2.6 thì chúng ta quan sát thêm thôi, các cái điểm mua chúng ta không còn, chúng ta canh chốt ở vùng 2.8 đến vùng 3. DTD. Ok, DTD thì bây giờ là vùng 13 chưa vượt được và cổ phiếu này vẫn đang có xu hướng lình xình thế thôi. Vượt thoát được vùng 13 thì sẽ đi tiếp. KBC những tín hiệu ngắn hạn là hơi xấu rồi, bởi vì là tín hiệu MA xấu rồi. Với những cái tín hiệu hiện tại như vậy thì cổ phiếu KBC sẽ có thể sẽ trả lại cung ở đâu đó khoảng vùng bao nhiêu? Vùng 12. 12.3 gì đó, khoảng vùng 12 đến 12.3 và sẽ kiểm tra lại cung cầu ở nền này. Có một mã cổ phiếu mà liên quan đến nhóm ngành khu công nghiệp đó là SNZ, mã cổ phiếu này cũng đang rất là đẹp. SNZ. Nếu chúng ta xem lại tạo lập ở đây thì cũng có những cái điểm đánh rất là kinh khủng đúng không ạ? Và nhịp đánh đầu tiên, sóng đầu tiên đó là đánh chạm vùng 16 và lên đến vùng 22. Từ vùng này thì cổ phiếu đang test chỉnh và tích lũy nền cạn vol ở quanh nền 22 đến nền 23. Ở nền này thì chúng ta cũng có thể canh mua test chờ những cái tín hiệu tiếp theo, đó là cổ phiếu vượt thoát nền 24 hoặc là về nền 23 chúng ta có thể mua thêm gia tăng tỷ trọng. Cổ phiếu SSC này cũng rất nhiều nhiều anh chị quan tâm. Thì về bản thân SSC, vùng giá 19 là target đầu tiên vùng lên phân tích thì nó đã hoàn thành rồi, và khi chạm về cái vùng này thì chúng ta lại tiếp tục quan sát những cái điểm trả cung không gãy vùng 18 thì chúng ta kỳ vọng tiếp theo ở vùng 22. Ngược lại nếu như cổ phiếu bị gãy vùng 18 thì chúng ta phải cân nhắc để chúng ta bán, chúng ta thoát hàng. Tất nhiên là khi chạm vùng 19 thì vùng lên đã khuyến nghị chốt rồi, và khi chúng ta chốt xong thì chúng ta có thể quan sát để chúng ta có ăn được khúc hai không. Đây là khúc 1 đó, khúc 1 đánh từ vùng 14 về vùng 19, khúc 2 thì đánh từ vùng 18 đến vùng 22, thì chúng ta sẽ quan sát các tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thêm những cái định lượng. Nhóm ngành thủy sản hiện tại thì Hùng Lê đang rất nhiều quan tâm đến nhóm ngành thủy sản. Thì nhóm ngành thủy sản đầu tiên chúng ta sẽ nói đến mã cổ phiếu đầu ngành VHC. VHC Hùng Lê đã phân tích ở từ vùng đâu đó ở vùng 25 26 thì ở đây và hoàn thành cái sóng đầu tiên, đó là hoàn thành vùng giá 33. Hùng Lê đã khuyến nghị cả anh chị chúng ta chốt. Sau khi chốt xong thì Hùng Lê nhận diện thấy là cổ phiếu này tiếp tục có những cái điểm chỉ giảm về kỹ thuật khá là đẹp ở đây, và thậm chí là nó lấp sâu nhất có thể chạm vùng 27. Nhưng trên à xin lỗi cả nhà, không phải vùng 27, vùng này vùng bao nhiêu? Vùng 29, vùng 20, vùng 30. Thậm chí có những cái điểm lấp trả về vùng 30, nhưng trên thực tế là VHC không trả đến vùng 30 và đang có những cái điểm đánh thoát lại vùng 33. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VHC thì VHC có thể là sẽ ngừng nghỉ lại đây một hai phiên và sau đó sẽ tiếp tục hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của Lê đang đặt ra ở vùng 40 đối với VHC. Thủy sản Minh Phú MPC. Đối với MPC thì không biết là phân tích từ vùng nào thì bây giờ cũng không nhớ nữa, các anh chị có thể xem lại ở đây. Nhưng ít nhất đó là vùng 21 đến vùng 21.5 đến vùng 22, đấy là vùng phân tích gần đây nhất với mục tiêu chạm vùng 30. Hiện tại sau một tuần đánh lên thì cổ phiếu MPC đó, các anh chị có thể nhìn thấy cái hình vòng cung này, và chúng ta nhìn thấy rằng là khi mà cái hình vòng cung này được đánh lên ở đây thì cổ phiếu này đang đang nằm ở trên cái vùng vòng cung này, tức là đang nằm ở trên cái vùng hỗ trợ sâu nhất có thể 25.5 để đảm bảo vùng mục tiêu của chúng ta, đấy là vùng 30 đó. ACL thì cũng rất là đẹp. ACL ăn được hai khúc rồi các anh chị, ăn được hai khúc rồi. Ở khúc thứ nhất đó là đâu đó là từ vùng 18 và các anh chị đã chốt được một nhịp thứ nhất ở đâu đây rồi. Sau đó thì Hùng Lê tiếp tục phân tích ACL, các anh chị xem lại cái bản tin tuần trước, vùng dò tìm cái vùng mục tiêu đâu đó khoảng vùng 20 đến vùng 21 sẽ chỉ giảm về đây.
Và cây nến này chính là cái cây nến mà nó đã đạp về đến vùng 20. Vùng 20 không thủng thì tiếp tục vùng giá mục tiêu đánh lên 30. Tuy nhiên với một cái cây nến ngày hôm nay như thế này, chạm trần và xong nó không giữ được trần, thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị em của chúng ta trong team của Hùng Lê chốt anh chị nhé, VHC có luôn, quên ACL. Và có những anh chị là còn giỏi hơn rất nhiều Hùng Lê. Đây, lãi lãi đâu đó bao nhiêu, 20 mấy%, tất nhiên là đánh ít đó, lãi 20 mấy%. Và hôm nay thì cũng khuyến nghị là chúng ta ra hàng chốt được rồi, 20% cộng đó. Thì có thể là sẽ kéo tiếp, nhưng mà với quan điểm của Hùng Lê với những cái tín hiệu này thì chúng ta cứ bán đi đã. Bán xong thì sẽ tìm vùng mục tiêu ở đây khoảng vùng 24, và chúng ta sẽ quan sát ở vùng 24 không gãy thì lúc đó chúng ta sẽ có thể có những cái tính toán tiếp theo đối với mã cổ phiếu này. CMX và FMC. CMX thì chỉnh hơi 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 ít. Đó, bản thân CMX đúng không ạ? Hùng Lê phân tích từ vùng 12 và rất nhiều những anh chị là để chốt tí tã luôn, vùng 17, 18 này chốt tí tã luôn. Và sau khi chốt xong ở vùng này thì chúng ta lại dò tìm lại cái vùng mục tiêu của chúng ta ở đây, và cái vùng mục tiêu này khả năng đang thành hiện thực rồi. Tức là vùng 15.3 đến vùng 16 rất đẹp. Đó, vùng 15.3 đến vùng 16 rất đẹp ở đây, và nó sẽ tích lũy vào vùng này, và vùng này tích lũy thành công thì chúng ta sẽ tiếp tục có target tiếp theo của CMX ở vùng giá 22. Một số các anh chị khi Hùng Lê phân tích CMX thì Hùng Lê xếp vào nhóm ngành công nghệ, nên là một số các anh chị có bắt lỗi Hùng Lê thì bây giờ là ổn rồi. Và Hùng Lê có nói vui là công nghệ hay là thủy sản nó không quan trọng, quan trọng là cổ phiếu đẹp, đúng không ạ? Cổ phiếu đẹp thì chúng ta phân tích và chúng ta mua. CMX vẫn đang rất là đẹp các anh chị nhé. FMC thì ai đang có hàng thì chúng ta canh chốt, bởi vì rõ ràng một điều là khả năng cái vùng này sẽ là vùng phân phối dần. Ở vùng phân phối dần, và khi nào chỉnh giảm về vùng sâu sâu ở dưới này thì chúng ta sẽ cân nhắc, chúng ta quan sát để chúng ta mua. Còn vùng này thì chúng ta cũng không có tham gia nữa. Nhóm cổ phiếu Viettel thì cũng sẽ phân tích nhanh hai mã cổ phiếu VGI. Đối với VGI qua thời gian thì chúng ta đang hoàn thành những cái mục tiêu của chúng ta rất là ok. Đã hoàn thành vùng vùng giá mục tiêu 30, và sau đó thì chúng ta đang có một cái target tiếp theo, đó là vùng 32 đến vùng 34. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì VGI sẽ có những cái điểm chỉnh giảm lại về mặt kỹ thuật ở khoảng vùng 29.5, thậm chí là có thể test sâu hơn ở khoảng vùng 29, vùng 29 đến vùng 29.5. Đó, có thể có những cái điểm test ở đây ở vùng 29 đến vùng 29.5, và sẽ test thêm đến 1 đến 3 phiên. Vùng này không gãy thì như vậy là chúng ta sẽ có những phiên lực cầu quay trở lại khoảng trên 2 triệu cổ phiếu, sẽ kéo cổ phiếu này vượt thoát vùng 30, và như vậy chúng ta sẽ có tiếp target tiếp theo ở vùng 32, vùng 34. Với các cái tài khoản mà Hùng Lê đang nắm giữ thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt ở vùng đó. Còn CTR thì đã chốt ở vùng 45 cộng 45 rồi, thì chúng ta có thể canh lại các cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây, thì chúng ta sẽ chờ các điểm chỉnh kỹ thuật để Hùng Lê sẽ tiếp tục có những phân tích. VTK thì nó cái cổ phiếu này thì khi đánh thì nó đánh cũng rất là dốc, nó đánh rất là nhanh. Còn thời điểm hiện tại thì Hùng Lê cũng chưa nhìn thấy dòng tiền để đánh, nó đang khá là rời rạc. Còn vùng hỗ trợ 24 đến vùng 24.5 thì chúng ta cũng có thể canh vùng này để chúng ta mua vị thế, bởi vì mã cổ phiếu này khi nó chạy thì nó chạy rất là nhanh. Nó sau những cái điểm mà tạo lập com đủ rồi, com đủ hàng rồi thì nó sẽ chạy rất là nhanh, nên các anh chị lưu ý. Ok, như vậy bản tin của chúng ta như vậy là nó cũng khá là dài rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhận và đánh giá nhanh qua về tình hình thị trường ở trong tuần tới. Thì đối với chỉ số Dow Jones hiện tại đang vận động ở ngang ở quanh vùng 24.600. Đây, điểm trên. Chỉ số Hang Seng hôm nay khá là xấu, bị chốt khá là mạnh, Shanghai khá là mạnh, Nikkei cây 25 thì cũng đang chạm kháng cự rồi. Như vậy là trong tuần tới thì các cái chỉ số của chứng khoán châu Á và chỉ số chứng khoán Mỹ thì nó gặp các cái kháng cự khá là mạnh. Cùng với đó là các nhóm ngành thì về cơ bản là đã đi vào những cái vùng quá mua, và cái những cái mã cổ phiếu các anh chị có thể nhìn thấy là những cái mã cổ phiếu còn điểm mua đẹp đó, chúng ta không còn nhiều nữa. Và chính vì khi những cái mã cổ phiếu không còn những cái điểm mua đẹp, không còn nhiều nữa, thì đấy chính là lúc mà chúng ta cũng phải hết sức là thận trọng đối với thị trường. Còn với quan điểm của ông Lê là nhóm P và nhóm banh chưa hết sóng thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta cầm nắm để chúng ta
canh những cái target vùng lên phân tích để chúng ta chốt lời. Với chỉ số VN Index của chúng ta, đúng không ạ, vùng 850 bây giờ sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ ở trong ngắn hạn của chỉ số này. Đó, vùng hỗ trợ trong ngắn hạn này thì chúng ta sẽ xem phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thị trường sẽ phản ứng như thế nào với mốc 850 để chúng ta có thêm những cái định lượng tiếp theo. Những cái định lượng tiếp theo, còn về bản chất là những cái điểm tăng ở trong tuần vừa qua, đây là những cái điểm tăng kéo gáp chủ đạo là để phục vụ cho mục đích đánh phá sinh. Đó, với VN Index là như vậy. Và VN Index thì chúng ta cũng lưu ý một chút, đó là dòng tiền, cái tín hiệu dòng tiền nó hơi xấu, đó là tín hiệu dòng tiền nó đang có xu hướng cắm đầu đi xuống. Đây thì chúng ta có thể nhìn thấy đây, khi mà tín hiệu dòng tiền cắm đầu đi xuống thì thường là thị trường sẽ bước vào một cái áp lực chỉnh giảm lình xình. Đó, lình xình đi ngang, đó, lình xình đi ngang trước khi mà có những cái tín hiệu dòng tiền tốt để quay trở lại đây. Quay trở lại tăng lên, và tín hiệu đường MACD thì hiện tại là chưa có vấn đề gì lớn. Đối với chỉ số VN30 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích mà kỳ vọng rằng cái chỉ số này sẽ chạm ở vùng 800, nó là hợp lý. Bản thân trong trong tuần thì chỉ số này có lúc vượt lên vùng 800, hơn 800 một tí, đó là cái phiên thứ 5, chính là cái phiên kéo hợp đồng phái sinh tháng 5 xe trần, và phiên ngày thứ 6 thì nó đã trả lại cung. Thì với cái vùng đệm 800 này của VN30 thì cũng là cái vùng đệm rất là quan trọng, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở cái vùng này. Đó, nếu như mà VN30 chúng ta tiếp tục tích lũy thành công ở vùng 830 thì chúng ta sẽ và những cái tín hiệu kỹ thuật về dòng tiền tiếp tục đi lên, thì đâu đó ở vùng 850 đối với VN30 chúng ta sẽ có những phân tích định lượng tiếp theo. Còn đối với hợp đồng phái sinh VN30 F1M thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái gap này gọi là gap khổng lồ, đúng không ạ? Một cái gap chênh đến rất là nhiều điểm, ở đây là 863 điểm, đúng không ạ? Và của phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 5 và đến ngày hôm nay thì cái gap nó rơi tõm xuống đây, nó là 789 điểm, và chúng ta cũng thấy rằng một cái sự tạo gap cực kỳ lớn và một cái sự biến động cực kỳ lớn trong cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh. Đó chính là những yếu tố bất thường mà chúng ta phải hết sức là lưu ý trong những cái tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh. Đó chính vì vậy nên là Hùng Lê cũng đã có những cái khuyến nghị mà chúng ta phải rất là thận trọng. Với những cái tín hiệu ngắn của phái sinh hiện tại và một số các mã cổ phiếu thì chúng ta sẽ xem phái sinh ở trong cái thời điểm hiện tại, cái điểm hỗ trợ của phái sinh ở đây khoảng 748 điểm và 750 điểm, ok, 750 điểm. Đây sẽ là những cái điểm hỗ trợ ngắn, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của phái sinh thì phái sinh ở trong tuần tới cũng sẽ có những cái điểm long và điểm short. Để đánh phái sinh thì team của ông Lê có team lệnh không chat. Chúng ta có team lệnh. Ở đây là team lệnh mà để nhận các cái lệnh long và lệnh short trong cái quá trình mà chúng ta đánh phái sinh. Đó thì ở trên này thì tất cả những cái tổng kết rồi tất cả những cái thống kê thì chúng ta có thể sử dụng và chúng ta tham khảo. Cùng với đó là trên team nhận định không chat, đây là team trực tiếp mà Hùng Lê làm admin, thì Hùng Lê cũng có những cái phân tích về phái sinh. Đó, về phái sinh. Và phái sinh thì nó là hiện tại thì mạng nó đang hơi chậm. Phái sinh thì nó là một cái kỹ thuật nó rất là khó, chính vì vậy nên là các anh chị mà đánh phái sinh thì chúng ta cũng phải có một cái kỹ năng nhất định nào đó để chúng ta tránh để chúng ta cháy tài khoản, đúng không ạ? Ví dụ như vậy khi chúng ta dùng hợp tác phái sinh, bởi vì những cái phiên mà kéo như thế này đó là những cái phiên bất thường, chỉ có trong 15 phút thôi, chỉ có trong tích tắc thôi, là từ một cái điểm đang có thể short, đang lỗ nhẹ thôi, nhưng mà chỉ trong tích tắc thôi thì chúng ta đã bị lỗ rất là nặng, và nếu mà dùng full hợp tác phái sinh thì có thể dẫn đến cháy tài khoản. Ok, tuần mới thì nó cũng sẽ là một cái tuần mà chúng ta sẽ cần thêm các cái định lượng của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Sóng P và sóng banh và một số các cái mã cổ phiếu trụ mà Hùng Lê phân tích vẫn còn target thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt ở những cái target cao hơn. Các mã cổ phiếu mà không còn các điểm mua nữa thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là chúng ta không mua, để tránh bị đua phải cổ phiếu ở vùng giá cao hoặc đua đỉnh. Chúng ta chỉ mua những cái mã cổ phiếu nào đã đạt được những cái target tốt. Ok.
Xin chào cả nhà và chúng ta sẽ gặp lại trong cái bản điểm tin tiếp theo.